Mời toàn thể đạo tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Chúng ta đã học được hai lần trong bản kinh Bát Nhã. Thì hai lần trước chúng ta đã học xong cái phần quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Tức là dịch ra tiếng Việt là khi Bồ Tát quán tự tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thải khổ ách. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp với bài kế, câu kế trong bài kinh Bát Nhã là Xá Lợi Phất. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Dịch ra tiếng Việt là Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Như hai bài trước chúng ta đã học, chúng ta thấy rằng cái Ngài Bồ Tát quán tự tại, khi mà Ngài đã thâm nhập ở trong Bát Nhã rồi thì Ngài đã nhận thấy ngũ uẩn là không, thì tất cả những khổ ách liền qua. Và hôm rồi chúng ta cũng đã giảng lý do tại sao mà khổ ách còn chúng ta khổ, mà vượt ngũ ách đã là không thì chúng ta hết khổ. Thì điều này hai lần trước chúng ta đã giảng rồi. Bây giờ Đức Phật lại nói trở lại về ngũ uẩn nữa. Ngài bắt đầu Ngài nói sắc, tức là Xá Lợi Tử. Đức Phật nhắc là Xá Lợi Tử, Xá Lợi Phất, sắc không khác với không, không chẳng khác với sắc. Tức là Đức Phật nói là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Cái điều đầu tiên chúng ta nói ở đây, ở trong bản kinh này thì Đức Phật đang nói tới cái sắc uẩn. Sắc uẩn là hôm trước chúng ta đã học rồi, phải không? Sắc uẩn có nghĩa là cái sắc thân tứ đại của chúng ta. Thì ở đây Đức Phật nói là cái sắc uẩn này nó chẳng khác không, và cái không nó không khác với cái sắc uẩn này. Hay nói là nói từ từ mà chúng ta có thể dịch nghe dễ hiểu bình thường là cái sắc thân này, cái sắc thân tứ đại này nó không khác với cái không, và cái không này nó chẳng khác với cái sắc, và cái sắc này chính là không, không này chính là sắc, vân vân. Thọ tưởng hành thức cũng là như thế. Tức là Đức Phật nói là trong thân ngũ uẩn này, hay nói tóm hơn nguyên cái câu này, cái ý nghĩa Đức Phật nói là về cái ngũ uẩn này chẳng khác không, cái không này chẳng khác ngũ uẩn, cái không này tức là ngũ uẩn, cái ngũ uẩn này tức là không. Nó là nguyên nghĩa mà chúng ta có thể hiểu hết câu này là như vậy. Tức là Đức Phật nói là cái sắc thân tứ đại của chúng ta, rồi cái thọ tưởng hành và thức gom lại thành ngũ uẩn, nó đều là không. Thì hồi trước mình đã có bàn qua là khi Ngài Bồ Tát bán quán tự tại á, mà Ngài đang sống bằng Bát Nhã, chúng ta phải dùng cái từ như vậy. Tức là khi Ngài đã thấu hiểu Bát Nhã rồi, Ngài đã thâm nhập được Bát Nhã rồi, thì Ngài nhìn thân tứ đại này là Bát Nhã. Cho nên ở trước nếu mà nói như vậy á, dùng cái từ thân tứ đại là Bát Nhã, thì Đức Phật sợ chúng ta không hiểu hết rồi.
không hiểu nổi, không có thể thông cảm được. Cho nên ở đây Đức Phật bắt đầu giải thích lại, giải thích thêm. Giải thích thêm tức là về cái Đức Phật bắt đầu giải thích từng uẩn một. Tức là đầu tiên là cái sắc uẩn của chúng ta. Sắc uẩn tức là sắc sắc thân của mình, gồm đất, nước, gió, lửa, tức là cái thân mà chúng ta đang có ở đây gọi là sắc uẩn. Chúng ta nên hiểu là như vậy. Thì với cái nhìn của Đức Phật, thay vì hồi trước đó, Đức Phật nói là Ngài quán tự tại, khi mà hành thâm bát nhã rồi thì Ngài nhìn thấy, gọi là soi thấy, chiếu kiến ngũ uẩn là không, thì tất cả khổ ách liền hết. Nhưng ở đây Đức Phật lại phân ra để Đức Phật giảng tiếp tục là cái sắc này nó không khác với cái không, và cái không kia nó chẳng khác với cái sắc. Như cái sắc tức là cái không đó, và cái không này cũng tức là sắc. Thế vậy nó có khác với cái ý của hai bài kỳ rồi mình giảng hay không? Hai bài kỳ rồi mình giảng thì mình cũng có nói với cái gì? Tức là khi Ngài Bồ Tát quán tự tại, Ngài đã thâm nhập trong bát nhã, thì tất cả những cái thấy, cái nhìn của Ngài, thì Ngài ở chân trời bát nhã để mà thấy nhìn. Cho nên mở mắt ra thấy hình sắc chính là gì? Chính là bát nhã. Ngài nghe âm thanh chính là bát nhã. Cho nên không, Ngài nhìn cái hình sắc thân ngũ uẩn này là bát nhã, thọ tưởng hình thức cũng là bát nhã luôn. Nhà với cái nhìn hồi trước của Ngài quán tự tại là như vậy. Thì bây giờ ở đây Đức Phật nói là cái sắc này nó tức là không, cái sắc này nó chẳng phải không, thì có khác với cái ý kia hay không? Và cái không này là cái không gì? Bây giờ mà nói là cái sắc này nó chẳng khác với cái không. Ví dụ như bây giờ cái hình sắc mà chúng ta thấy trước mắt này và cái khoảng hư không này, nói là cái sắc này nó chẳng khác với cái khoảng hư không này, có đúng hay là sai? Ví dụ như bây giờ chúng tôi đang ngồi trước mặt với Phật tử đây, là coi như có hình sắc đi, tức là nhìn chúng tôi là có hình sắc, đang có hình sắc hiện trước mặt mình. Thì bây giờ có một người như Đức Phật nói là cái hình sắc này nó chẳng khác với không, và cái không nó chẳng khác hình sắc này tức là không, và cái không tức là cái hình sắc này, thì chúng ta chấp nhận không? Chấp nhận không? Nếu như chúng ta nhìn bằng cái nhìn mà ngũ uẩn dai có thì rõ ràng với cái đầu của chúng ta, khi mà chúng ta nhìn một cái sự vật á, thì cái thức nó liền phân biệt một cách tự nhiên và nhanh nhuệ đến cái mức độ mà chúng ta không thể tưởng tượng là có cái thức làm việc như thế này. Tức là chúng ta vừa mở mắt ra thì liền có sắc và có không. Khi mà đã thấy có một cái gì đó thì cái đó chính là sắc, phải không? Hoặc là chúng ta thấy cái gì nó không có hình tướng thì cái đó chính là không. Và cái không với cái sắc mà cái mắt chúng ta có thể thấy được, tức là cái thấy đó vẫn còn trong so sánh. Và nếu như bây giờ chúng ta ở cái chân trời của mình để mình nhìn cái sắc thân tứ đại này, là nó sắc thân này nó chẳng khác không, và chúng ta nhìn cái khoảng hư không này chẳng khác sắc, thì như vậy là chúng ta ở đâu? Chúng ta ở trong sắc không để mà thấy, mà nhìn, mà hiểu, mà nhận định. Thì vậy là không hiểu được cái ý này của Đức Phật. Cái không Đức Phật nói ở đây không phải là cái không so với cái có. Và cái sắc mà Đức Phật nói ở đây không phải là cái sắc với cái thấy nhìn của thế gian, mà cái thấy nhìn này nó nhuộm màu của bát nhã rồi. Như cái đoạn trước Đức Phật nói là Ngài quán tự tại đã nhìn thấy cái sắc này, nhìn thấy ngũ uẩn này là không. Cho nên Ngài quán tự tại đã qua hết khổ ách rồi, thì Đức Phật không thua Ngài quán tự tại khi Đức Phật đã giải thích tiếp tục cái sắc uẩn này. Vì vậy Đức Phật muốn nói rằng cái sắc này được với cái nhìn nhuốm màu bát nhã, thì cái sắc này với cái không á, cái không không phải là cái không so sánh là không tướng và có tướng. Cái không này không phải nói tới cái không và không là không có tướng, và cái sắc là cái có tướng, không phải như vậy. Đức Phật không nói cái không này, mà Đức Phật muốn nói tới cái không, không phải là tướng có và tướng không. Nào, chúng ta dùng cái từ này để cho dễ hiểu. Tức là cái không mà có, gọi là tướng không đang có mặt trước mặt của chúng ta, và ở đây gọi là tướng có. Nếu mà chúng ta dùng cái từ cho sát nghĩa như vậy, thì những cái mà mắt chúng ta có thể thấy được, những cái hình sắc chúng ta thấy được gọi là tướng có, phải không? Rồi mắt chúng ta thấy cái không có cái tướng này gọi là tướng không. Nhưng mà cái không mà Đức Phật chỉ trong bản kinh Bát Nhã này thì không phải như vậy. Đức Phật dùng từ là cái không kia chẳng khác sắc. Cho nên từ ở cái chân không kia
mà Đức Phật nhìn, Đức Phật lý giải mọi vấn đề, mọi sự vật, mọi hiện tượng, hoặc là Đức Phật nhìn cái hình sắc của chúng ta, thì Đức Phật nhìn từ cái chỗ chân không đó, từ cái chỗ không tự tánh hiện hữu đó, nó tạm thời là có. Đức Phật dùng cái từ là có để cho chúng ta có một cái khái niệm về hình sắc. Chứ sự thật với cái nhìn của một cái người đã qua bên kia và tâm thức rồi thì không nói có và không nói không. Chứ không phải là tướng có này so với cái tướng không. Không tướng và có tướng thì là hai cái này là hai cái so sánh. Và cái không tướng này và cái có tướng cứ mãi mãi là một cái sự hiện hữu đối lập. Chúng ta nên hiểu điều này. Đức Phật thì không nói tới cái chuyện hiện hữu đối lập này. Đức Phật không nói là cái thân thứ đại này nó không khác với cái không có hình tướng. Bởi vì cái thân tứ đại này nó là duyên hợp giả có, nó giờ nó tạm có, mốt nó biến thành không. Không phải vậy, chúng ta không thể hiểu Bát Nhã theo kiểu này. Và nếu ai đọc bản kinh Bát Nhã mà chúng ta còn hiểu như thế này thì chúng ta bị cái gì? Bị sắc và không trói buộc, tướng sắc và tướng không trói buộc chúng ta. Thế vậy ở đây cũng có một vị thầy dùng từ là cái tánh không. Theo kinh là chúng ta có thể dùng tạm dùng danh từ là tánh không. Nhưng mà ở đây khi chúng ta học kinh Bát Nhã thì chúng ta nói là cái không của Bát Nhã. Chứ không nói chuyện tánh và tướng ở đây nữa. Thế thì cái tướng tức là cái hiện tướng sắc, hiện cái sắc thân của mình ở đây. Thì cái sắc thân của mình nó hiện tướng ở đây, ngay tại đây và bây giờ. Thì ai có khả năng để nhìn nó thành không? Và nhìn như thế nào nó mới là không được? Chứ còn nếu bây giờ, ví dụ như bây giờ quý vị đã nhìn thấy chúng tôi ngồi đây rồi, thì làm sao để tôi thành không đây? Và có quý vị hiện hữu ngay tại đây thì làm sao để nhìn ra quý vị là không? Làm sao để nhìn ra? Đây là vấn đề, phải không? Cho nên kỳ trước chúng ta đã nói rồi, nếu như chúng ta chưa có qua khỏi ngũ uẩn một lần, chúng ta chưa qua khỏi ngũ uẩn một lần, thì mãi mãi trong những kiếp sinh tử sắp tới của chúng ta, chứ đừng nói là kiếp này, chúng ta vẫn luôn luôn thấy nhìn có tướng và không tướng. Chúng ta không qua được cái cửa ngõ hai này. Và khi nào một lần trong cuộc đời của chính mình mà mình không còn kẹt trong thân căn ngũ uẩn này mà thấy nhìn nữa, thì cái nhìn đó là cái nhìn nhất nguyên pháp giới, tức là cái nhìn của Bát Nhã. Thì toàn pháp giới này chỉ là Bát Nhã thôi. Cho nên tạm gượng nói là có sắc thân tứ đại, tạm tưởng nói là có thọ, có tưởng, có hành, có thức, hoặc là tạm nói là có ngũ uẩn. Đó là cái từ, cái ngôn ngữ dùng xài cho nó khế ứng với cái cõi phàm của chúng ta. Chứ còn một người đã thâm nhập Bát Nhã như Ngài Quán Tự Tại, một người đã thâm nhập Bát Nhã như Đức Phật, thì khi Đức Phật nói tới sắc thì Đức Phật cũng rất là rượng gạo nói sắc thôi. Thế nên chỗ này mà chúng tôi nói trong cái bài Dạ Viễn á, tôi nói tới là lang thang chiếc bóng trong bờ biển, lang thang chiếc bóng bên bờ biển, chợt thấy nơi lòng tựa có không. Tức là mình thấy cái có vẻ không là tựa hồ có, và tựa hồ không chứ có không thật là có, không không thật là không. Nếu thật có hoặc là thật có không thì chúng ta không có cách nào để chúng ta có thể làm cái có nào thành không, hoặc là làm cái không thành có, hoặc là chúng ta không có cách nào để thoát ly sinh tử luân hồi cả. Cho nên cái có này nó tựa hồ, nó mơ màng, nó là một cái gì đó nó không thực sự là thật. Chúng ta dùng cái từ tựa hồ nó giống như là một huyễn sắc huyễn không, nó gần giống như cái từ đó, nhưng mà chúng ta không muốn dùng cái từ là huyễn sắc huyễn không, mà chúng ta dùng là tựa hồ có sắc và tựa hồ có không. Nó là một gì đó nó mường tượng, nó mơ màng lắm để thành có thành không, chứ không phải là cái có thật, cái không thật. Nếu ai một lần nhìn thấy thế gian này, cái sắc và cái không nó không phải là đối lập nữa. Và nếu một lần xảy ra như vậy với chúng ta trong cuộc đời này thì chúng ta liền qua khỏi khổ ách. Nếu ai một lần được như vậy thì liền qua khỏi khổ ách, giống như Đức Phật đã nói trước. Thành ra cái sắc mà nếu chúng ta còn nhìn á, và chúng ta còn hiểu theo cái văn tự này nha, chúng ta hiểu theo văn tự này là sắc hiện có hình tướng này, hoặc là cái sắc thân hiện có của chúng ta ở đây, nó không khác với cái không, là cái không khác với cái không hình tướng, hoặc là cái không hình tướng nó không khác với cái sắc thân của mình, hoặc là cái sắc thân này nó tức là cái không hình tướng, hoặc là cái không hình tướng tức là sắc thân này. Nếu chúng ta hiểu như vậy
là chúng ta vẫn còn có cái nhìn hai bên rồi. Câu này không bao giờ có ai có khả năng lý luận để ra ngoài hai bên được, nếu như bây giờ chúng ta thấy có sắc và có không ở trong lòng. Cho nên muốn hiểu được cái câu này của Đức Phật nói, hay hiểu đúng được cái ý của Đức Phật muốn nói trong câu này, thì chúng ta cái phải ra ngoài cái sự so sánh phân biệt hai bên thì chúng ta mới hiểu nổi câu này. Còn nếu không, chúng ta ở nơi có để chúng ta lý luận là cái có là quyển có, rồi nó duyên hợp giả có, hoặc là cái có này nó là tự tánh không cho nên nó không khác không, hoặc là cái không này nó diệu hữu rồi nó sanh hình sắc, thì tức là chúng ta vẫn còn đứng trên cái mặt so sánh để chúng ta nhìn cái bản kinh Bát Nhã. Cho nên chúng ta hiểu bản kinh Bát Nhã trên mặt so sánh chúng ta không ra được. Và nói một câu khác hơn là chúng ta đã bị Phật lừa cho chúng ta. Thì Phật lừa. Vì vậy là Phật đưa ra cái bảy sắc và không để cho tất cả mọi người bị kẹt trong đó ra không được. Cho nên nếu mà chúng ta học Bát Nhã mà chúng ta không thấu ngay từ câu đầu, câu đầu là khi mà Ngài Bổn Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài chiếu kiến ngũ uẩn và không rồi. Vì vậy là từ đó trở về sau, Đức Phật nói trong cảnh giới của Bát Nhã nhìn vạn pháp, chúng ta hiểu điều này. Nên nếu mà chúng ta học kinh Bát Nhã, chúng ta không đứng chân trời Bát Nhã để mà soi thấu vạn pháp, thì chúng ta không cách nào hiểu hết bản kinh 260 chữ này. Đây là điều mà chúng ta phải nói như vậy. Vì vậy mà nếu như cái đoạn này chúng ta còn lợn cợn trong đầu có sắc và có không, thì chúng ta không cách nào hiểu nổi bản kinh này, và chúng ta lý luận theo kiểu phàm phu, phải nói như vậy. Và rất là nhiều người bị kẹt trong sắc và kẹt trong không, lý luận cỡ nào nó cũng không ra khỏi sắc không. Và đây là cái bẫy cho tất cả những người gọi là kiến thức học hiểu sụp vào. Còn trong chuyên môn, người ta sẽ nhìn bằng cái nhìn của Bát Nhã ngay từ cái bước chân ban đầu của Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát rồi. Thì bây giờ chúng ta phải theo cái nhìn đó của Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát để nhìn thấy vạn pháp đương thể là gì? Là như là Bát Nhã. Thì cái Bát Nhã này nói có cũng được, nói không cũng được, phải không? Chứ nếu như chúng ta rời Bát Nhã mà nói có thì chúng ta vướng vô có, nói không chúng ta vướng nơi không. Nhưng ở chân trời Bát Nhã thì có cũng được mà không cũng được. Cho nên cái không này mà Bát Nhã sanh ra, hoặc cái có này từ Bát Nhã sanh ra, cho nên đó là cái không và cái có đó đó, nó là một cái gì hết sức là gượng gập để diễn bài cho thế gian này tạm hiểu là có cái sắc và có cái không. Thật ra nơi hình sắc này, đứng ở chân trời Bát Nhã mà chúng ta thấy, đứng chân trời Bát Nhã mà chúng ta nhìn, chúng ta hiểu, chúng ta lý luận, thì cái sắc thân ngũ uẩn này được phân tích nó là không, được hiểu nó là không, được nhận định là không. Nhưng mà cái không này chính là cái không Bát Nhã. Cái không Bát Nhã là nó không phải là có, không phải là không. Nếu cái có so sánh với cái không so sánh với cái có, thì cái đó có không này là cái có không của phân biệt hai bên của tâm thức, chứ không phải là cái không của Bát Nhã. Cái không của Bát Nhã chính là cái không tự tánh. Cái không Bát Nhã chính là cái chân không. Cái không Bát Nhã chính là cái toàn tri pháp giới này. Cho nên trong cái toàn tri đó, người ta mới kéo ra cái thân sắc quẩn này nói nghe, hoặc là cái thọ quẩn này để nói với nhau nghe tạm. Chúng ta có tạm hiểu về là ở chân trời Bát Nhã nó có đầy đủ, ngoài cái thân ngũ uẩn chúng ta nó có khắp vũ trụ này, chứ không phải là có cái thân ngũ uẩn không. Nhưng mà dù có cả cái vũ trụ này cũng đều là gì? Cũng đều là Bát Nhã. Cho nên là từ cái nhuốm màu Bát Nhã thì chúng ta sẽ nhìn mọi điều bằng Bát Nhã, thì tất cả những cái đó là Bát Nhã. Giống như bây giờ chúng ta mang kiến màu đen thì chúng ta nhìn mọi vật nó đen, mang kiến màu vàng thì mọi vật nó đều biến thành màu vàng. Thì bây giờ chúng ta mang cái kiến Bát Nhã vào thì nó không có so sánh hai bên. Kiến Bát Nhã là không có bên đây, không có bên kia, không có có và không có không. Không nói trong phân biệt phải quấy mà nó chỉ là Bát Nhã mà thôi. Cho nên sắc cũng là Bát Nhã, không cũng là Bát Nhã. Vì vậy mà Đức Phật nói sắc chẳng khác không. Hay nói khác hơn là sắc này là Bát Nhã rồi thì không kia cũng là Bát Nhã. Cho nên nói là sắc tức là Bát Nhã, không kia cũng tức là Bát Nhã. Vì vậy mà Đức Phật nói là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Từ Bát Nhã, nếu mà chúng ta học Bát Nhã thì chúng ta gọi là sắc thân này là Bát Nhã, thọ tưởng hành thức cũng chỉ là Bát Nhã. Cho nên mới nói là sắc chẳng khác không. Vì cái không tự tánh, cái không của Bát Nhã đây là chân không hiện hữu. Toàn pháp giới này khi mà người ta nhập trong cảnh giới Bát Nhã này thì toàn cái pháp giới này là Bát Nhã. Cho nên cái gì hiện trong chân trời Bát Nhã đều là Bát Nhã.
Cho nên sắc thân ngũ uẩn này cũng là bát nhã, là chân không, là cái không tự tánh, là cái bất sanh bất diệt. Đó, nếu mà nhìn theo cái, hiểu theo cái câu này. Còn nếu như chúng ta hiểu rằng cái sắc này chẳng khác không, cái không này chẳng khác sắc, mà theo cái có tướng có sắc, tướng sắc và tướng không trước mặt chúng ta, thì chúng ta sẽ hiểu lầm câu nói của Đức Phật. Đó, thành ra là cái câu này chúng ta phải hiểu một cách rất rõ ràng. Trở lại là Đức Phật dùng cái từ sắc, dùng cái từ không ở đây là dùng từ vượt ngoài so sánh phân biệt của ý thức. Mà Đức Phật nhìn ở chân trời bát nhã để thấy rằng cái sắc thân tứ đại của chúng ta vốn là bát nhã. Sắc thân tứ đại chúng ta là hiện tiền bát nhã, và mỗi mỗi cái hiện hữu trước mắt của chúng ta nó cũng hiện tiền là bát nhã. Cho nên khi mà một người đã rớt xuống nước rồi thì quơ kiểu nào nó cũng bị ướt. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thì khi một người rớt vào bể tránh bát nhã rồi thì cái gì nó cũng thành bát nhã. Do đó khi chúng ta đã rớt xuống biển bát nhã rồi thì đụng đâu chúng ta cũng bị ướt. Chúng ta có mặc cái áo gì, có làm cái kiểu gì đi nữa thì chúng ta cũng bị nhúm ướt rồi. Thì khi chân trời bát nhã đã hiện hữu với một người ngũ uẩn giai không rồi thì cái nhìn nào cũng là ngũ uẩn giai không. Và cái nhìn ngũ uẩn giai không thì không phải là tức, không phải là ly, không phải là lìa, không phải như vậy, hoàn toàn không có dính dáng trong này. Cho nên nếu chúng ta học bát nhã mà thấy cái này không phải cái kia, tức là cái này là cái kia, ví dụ như sắc tức là không, thì sắc với không người ta nói đại là không luôn cho rồi, hoặc người ta nói từ là sắc luôn cho rồi, tại sao ở đây lại là sắc, nó chẳng khác không, tại sao không chẳng khác sắc, tại sao sắc tức là không, không tức là sắc? Vì cả sắc lẫn không theo cái hiểu của mình thì nó là hai, nhưng mà cái sắc và không theo cái nhìn của bát nhã thì nó không hai, nó không phải là hai, nó không phải là hai mà nó là bát nhã. Thì cái bát nhã đó hiện tướng hình sắc và hiện tướng cái không hình sắc, đúng không? Khi mà chúng ta ở cái chỗ không phân biệt rồi thì tất cả những hình tướng và không hình tướng đều hiện ra trong bát nhã. Cho nên cái phút chốc mà một người ở trong chân trời bát nhã mà nhìn mà thấy mà nghe thì cái sắc này mặc dù bây giờ chúng ta vẫn thấy bằng cái phân biệt so sánh, nhưng mà nếu như chúng ta ra khỏi cái khái niệm có không một lần ở trong đời mình thì những cái trước mắt chúng ta vẫn rõ ràng như vậy. Nhưng mà cái phút chốc chúng ta rõ ràng như vậy thì cái trái nó cũng khác với cái lá nó khác với cái bông, và cái bông nó có cái khác với cái khoảng trống ngoài này. Tức là tất cả những cái đó đều được chúng ta biện biệt từng ly từng tí rõ ràng, nhưng nó không phải là sắc, không phải là không, thì nó chính là bát nhã. Chứ không phải nói là nó là bát nhã thì quơ một đống xà nùi, cái có này với cái không này nó cũng vậy, và nhìn không hề có một sự biện biệt nào là sai lầm. Cho nên ở trong kinh nói là bát nhã vô tri nhưng mà vô sở bất tri. Bát nhã không biết nhưng mà không có gì không biết. Nhưng mà cái biết của bát nhã không có nghĩa là một sự so sánh và phân biệt. Cho nên ở đây mà so sắc chẳng khác không, sắc tức là không. Hiểu thông thường là chúng ta bị kẹt trong cái so sánh. Tại vì lúc đầu chúng ta đã thấy nó có sắc rồi. Dù lý luận cỡ nào, nếu mà chúng ta đã thấy sắc rồi thì chúng ta nói là nó chẳng khác không, nhưng mà có chẳng khác được không? Như mình bây giờ mà nói sắc chẳng khác không, mình có chẳng khác nổi không? Trong cái kiến giải bình thường của mình không ra. Hoặc là bây giờ nói sắc tức là không thì bây giờ làm sao nó thành không ngay trước mắt mình đi nè, không ra. Chúng ta nếu mà nó nhìn trong cái kiểu so sánh phân biệt, chúng ta nhìn không ra. Cho nên chúng ta phải hiểu bát nhã ở chỗ này là Đức Phật đứng ở chân trời bát nhã để Đức Phật lý luận có không cho mình nghe. Và chúng ta nếu muốn hiểu đúng ý Đức Phật thì chúng ta phải buông mình ra khỏi cái phân biệt so sánh để chúng ta hiểu hình sắc và không như cái hiểu của Đức Phật, như cái hiểu của Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Thấy như cái thấy của Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thì tất cả những sắc không đều là gì? Là như vậy. Sắc không đều là như vậy. Chứ không phải là chúng ta không mới ra được. Nói thật ra là dưới cái câu này chúng ta phải hiểu như thế thì chúng ta mới hiểu rõ là ý Đức Phật muốn nói cái gì. Thì ở đây Đức Phật nói là sắc chẳng khác không, không chẳng sắc khác, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng là như vậy. Thì chúng ta có thể gom hết cái ý đây trở lại như cái đầu hồi nãy nói là ngũ uẩn chẳng khác không, không chẳng khác ngũ uẩn tức là không, không tức là ngũ uẩn. Thì chúng ta hiểu là cái ý trọn của cái câu này nó là như vậy. Thì vậy là cả cái thân căn ngũ uẩn của chúng ta với cái nhìn Phật đạo
Chúng ta phải nói như vậy. Với cái nhìn Phật đạo hoặc là với cái nhìn của Bát Nhã thì ngũ uẩn này chính là gì? Là Bát Nhã chứ không có là có, không có là không nữa. Ngũ uẩn này là thực sự là Bát Nhã. Cho nên với cái nhìn của một người giác ngộ thì tất cả mọi cái đều là Bát Nhã, đều là đạo, chứ không có còn lý luận so sánh phân biệt hai bên là chẳng khác là, hoặc là tức nữa, không có tức hoặc là không có lìa. Nhưng mà trong cái hệ thống kinh Bát Nhã thì nó có là tức và ly, tức và ly. Người ta nghe nói chẳng khác này, người ta chẳng nói là nghe nói tức này thì người ta cứ nghĩ rằng đây là cái gì đó, cái tinh yếu của Đại Bộ Bát Nhã như ban đầu mình nói. Thực sự thì nó không phải, mà Bát Nhã Tâm Kinh này thực sự nó là kinh tâm của vạn pháp này, kinh tâm của đạo Phật chứ không phải riêng của hệ thống Bát Nhã thôi. Đức Phật nói tiếp: Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thế dịch ra tiếng Việt là: này Xá Lợi Phất, tướng không của các pháp là không sanh, là không diệt, là không nhơ, là không sạch, là không thêm, là không bớt. Đọc tới câu này chúng ta thấy rõ cái nghĩa câu trước đúng không? Ở đây Đức Phật dùng từ là cái tướng không của các pháp. Đức Phật dùng từ rất sát nghĩa nha, không phải là cái tướng không của cái tự tánh, mà Đức Phật dùng là tướng không của các pháp. Xá Lợi Tử, thì chư pháp không tướng, tức là Xá Lợi Phất, cái tướng không của các pháp này, cái tướng đó nó không sanh, nó không diệt, nó không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm, không nhơ, không sạch gì hết. Ở đây Đức Phật dùng từ là tướng không của các pháp. Tướng không hồi nãy đó, tướng không mà Đức Phật nói là sắc chẳng khác không, tướng không là Đức Phật nói là thọ chẳng khác không, tưởng chẳng khác không, hay là ngũ uẩn chẳng khác không đó. Thì cái không tướng này, cái không tướng này là nó không phải là cái sanh diệt. Tức là bây giờ có hình sắc ở đây, rồi hồi cái hình sắc này mất nó biến thành không, thì cái tướng không này được gọi là có sanh diệt. Nhưng ở đây Đức Phật muốn nói là cái tướng không này là không sanh không diệt, tức là cái tướng chân không đó đó, cái tướng chân không đó nó không hề có sự sanh diệt ở đây. Nó không có thêm được chút, nó không bớt được chút, nó không tăng được chút, nó không giảm được chút nào, nó không cấu, không tịnh. Có nghĩa là từ xưa tới giờ cái tướng chân không là nói thanh tịnh cũng được, nói bất sanh bất diệt cũng được, nói bất tăng giảm, bất cấu bất tịnh vân vân. Ra sau khi mọi người mà ngộ được đạo lý, giống như ngày xưa ngày Lục Tổ Bà Năng, thì khi ngộ đạo ngày nói sao, nào ngờ cái tự tánh chúng ta từ xưa này không từng sanh diệt, nào ngờ tự tánh ta từ xưa giờ vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh ta từ xưa giờ vốn tự đầy đủ, nào ngờ tự tánh chúng ta từ xưa giờ hay sanh buông pháp vân vân. Thì khi một người mà nhận được cái tướng không kia, tướng không của tất cả các pháp, ở đây Đức Phật dùng cái từ hay gọi là tướng không của các pháp, tức là vì các pháp nó hiện tướng ở đó, nhưng mà nó hiện tướng không kia chứ không phải hiện tướng này là tướng đó. Ví dụ như mình nhìn cái tướng người đó là cái tướng người đó, nhưng khi một người giác ngộ rồi nhìn thấy cái tướng của mình, nhưng mà họ không thấy cái tướng đó, mà họ thấy là cái tướng không của chính mình. Cho nên ở đây Đức Phật dùng là tướng không của các pháp. Tướng không đó, không có cái không đó thì không có cái gì trong vũ trụ này cả. Nhưng mà cái không đó không phải do cái vũ trụ này, không phải do duyên hợp giả có, không phải do điều kiện nào, không phải do sự so sánh mà có cái tướng không này. Tướng không này nó sanh ra cái sự so sánh có không, tướng không này nó sanh ra dạng pháp. Giống như ngày Lục Tổ Bà Năng là nào ngờ tự tánh ta hay sanh muôn pháp. Nhưng nếu như tại đây chúng ta nhìn tất cả các pháp, chúng ta nhìn tất cả những hiện tượng và sự vật trong cái vũ trụ này, thì chúng ta hiểu như thế nào về cái tướng không? Và phải có một cái nhìn nào nó thuộc về cái tướng không sanh không diệt đó. Nếu như ngay cái chỗ này, ngay cái thấy và cái nghe của chính mình ở ngay tại đây, mà chúng ta hay ra được cái sự thật không sanh không diệt ở chỗ thấy nghe đó, thì chúng ta sẽ biết được cái tướng không mà Đức Phật nói chỗ này. Bây giờ hồi nãy giờ chúng ta đã từng nghe bao nhiêu âm thanh đó, không? Nói rất là nhiều âm thanh, từ sáng giờ nói bao nhiêu âm thanh chúng ta đều nghe hết. Và mỗi âm thanh nó hiện ra với cái tướng của nó, và nó hoại đi với cái tướng đó. Nếu chúng ta nghe kỹ, nghe rõ ràng hơn trước một chút nữa, chúng ta thấy cái tướng âm thanh thứ nhất nó hiện ra rồi nó mất đi, nó có một khoảng không, rồi mới có tướng âm thanh thứ hai hiện ra nó mất, nó có một khoảng không, vân vân. Và điều đó liên tục xảy ra. Lúc nào chúng ta cũng nghe được cái điều này. Có âm thanh và không âm thanh, giữa hai âm thanh có khoảng ngắt, chúng ta nghe rất rõ ràng nếu chúng ta lắng tâm thật kỹ. Vì vậy là chúng ta nghe được cái có và cái không của âm thanh.
Cái có âm thanh nó cũng thay đổi và cái không âm thanh cũng thay đổi, nhưng mà cái có nghe, cái đang nghe đó đó, cái này không thay đổi. Phải không? Cho nên âm thanh mất nhưng mà nó vẫn hiện hữu đó để nó nghe cái không âm thanh. Và cái hiện hữu không âm thanh nó mất, nó nghe được cái có âm thanh mới. Thì vậy là lúc mà chúng ta đang tiếp nhận từng âm thanh một ngay tại đây và bây giờ, thì cái đang nghe đó nó có thay đổi hay là không thay đổi? Chắc không? Hồi trước chúng tôi hỏi một câu ở trong cái kỳ giảng trước, tôi nói là sao? Là cái đang nghe của mình bây giờ đang nghe tiếng thứ nhất, rồi chúng ta nghe được tiếng thứ hai, rồi có khoảng không chúng ta nghe được tiếng thứ ba. Thì như vậy cái nghe tiếng thứ nhất, cái khoảng không nghe tiếng thứ hai, có khoảng không nghe tiếng thứ ba, có khoảng không nghe tiếng thứ tư, có khoảng không. Thì từ tiếng thứ nhất cho tới tiếng thứ tư như vậy, cái nghe đó là giống nhau hay là khác nhau? Giống không? Ở đây chúng ta học Bát Nhã nha. Bát Nhã phải có trí tuệ Bát Nhã mới nói chuyện được cái chỗ này. Phải dùng trí tuệ Bát Nhã để trả lời là giống hay là khác nhầm các ơi. Giống hay là không giống? Thật sự nếu mà mình nghe tiếng thứ nhất á, và nghe khoảng không rồi nghe tiếng thứ hai, nó vẫn nguyên là như vậy á, là đúng hay là sai? Đúng hay là sai? Thì đang không Bát Nhã phải trả lời theo kiểu Bát Nhã đúng hay sai. Bây giờ mình nghe tiếng thứ nhất nè, thì cũng là cái nghe đó đúng không? Rồi có khoảng ngắt cái có tiếng thứ hai, chúng ta cũng bằng cái nghe đó chúng ta nghe đúng không? Rồi có khoảng ngắt có tiếng thứ ba là chúng ta cũng nghe bằng cái nghe đó. Thì vậy là từ tiếng thứ nhất cho tới tiếng thứ ba vẫn là cái nghe đó đúng hay là sai? Đúng không? Khi chúng ta học đạo là chúng ta sẽ chấp nhận chỗ này là đúng. Chỗ này là đúng. Tại vì nghe lý luận là cái nghe này là cái gì? Cái bất sanh bất diệt mà. Cho nên tiếng thứ nhất nó cũng đang hiện hữu đó, nó nghe ở nghe khoảng rỗng, rồi bắt đầu nó cũng hiện hữu đó, rồi nó nghe tiếng thứ hai, rồi nó hiện hữu đó để nó nghe tiếng thứ ba, và nó liên hiện hữu đó để nó nghe tất cả những âm thanh còn lại giống như ban đầu. Đúng không? Chụp bẫy. Nếu như có một cái gì giống nhau thì cái gì trở thành kinh nghiệm, đúng không? Trở thành kinh nghiệm thì chúng ta rớt xuống ý thức rồi. Nhưng mà khác nhau không? Giờ trở ngược lại là khác nhau không? Khác hay là giống? Khác không? Thì rõ ràng là nãy âm thanh ra mình cũng nghe như vậy, bây giờ ra cũng nghe như vậy. Thì vậy là khác hay là giống? Cái chỗ này vui lắm á. Nếu mà chúng ta học Bát Nhã, chúng ta thấu được chỗ này á, thì mới biết rằng chúng ta có trí tuệ Bát Nhã hay không. Chứ còn nếu không, tôi bảo đảm là sẽ trả lời một là giống, mà chắc chắn là ai cũng nói giống. Bảo đảm là chắc chắn sẽ giống. Nhưng mà giống tức là trở thành kinh nghiệm liền, đúng không? Nghe tiếng hồi nãy với tiếng bây giờ, nghe tiếng thứ nhất và tiếng thứ hai giống nhau thì trở thành kinh nghiệm, mà nói khác nhau thì đã bị sanh diệt. Đó, đây mới là cái vấn đề gọi là, gọi là gì? Công án. Đây nó mới thực sự là công án nè. Nếu mà giống nhau thì trở thành ý thức phân biệt, đúng không? Nếu mà khác nhau thì cái nghe này nó bị sanh diệt thì sao? Thì giờ là nghe làm sao nó đúng? Đó là câu hỏi. Nghe làm sao nó đúng? Nghe làm sao nó thoát được cái sanh diệt của ý thức lặp lại? Và nghe làm sao để không bị cái sự sanh diệt nữa? Đó mới là Bát Nhã. Thành ra ở đây ha, quý vị mà bắt đầu nghe mấy người giảng thiền giảng thiền, mà mấy ông thầy giảng thiền của mình, quý vị bữa nào đứng lên hỏi thưa thầy, bây giờ nãy giờ con cũng nghe, thầy cũng nghe mấy cái tiếng như vậy đó, xin thầy từ bi khai thị cho con coi cái nghe nãy giờ con với thầy cũng nghe bao nhiêu âm thanh xảy ra, đó là cái nghe tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba cho tới tiếng cuối cùng giống nhau hay là nó khác nhau? Giống hay khác nhau? Thì quý thầy sẽ trả lời bảo đảm là mình có cái tánh bất sanh bất diệt rồi, đúng không? Mình có tánh hiện hữu hằng có đó rồi, cho nên là mình nghe giống nhau chứ. Giống nhau với nghe nhau khác được? Nghe khác nó sanh diệt rồi sao? Đồng ý với thầy là nghe khác nó sanh diệt, nhưng mà nghe giống có phải sanh diệt không? Sanh diệt luôn. Giống khác đều là sanh diệt. Đây là một chỗ mắc mớ. Nếu chúng ta biện biệt được chỗ này, chúng ta mới ra khỏi sanh tử.
Còn chỗ này miệng biện không được là không ra, không ra đâu, đừng có giỡn. Cho nên thấy như vậy mà trí tuệ Bát Nhã hết sức là tinh tế, phải nói là hết sức là tinh tế. Phải là một cái nhìn mà ra ngoài cái đầu này á, chúng ta mới chịu nổi ở chỗ này. Tại vì không giống, thực sự là không giống. Mỗi một âm thanh hiện ra là chúng ta nghe cái khoảnh khắc đó, một cái sự mới mẻ hiện tiền của âm thanh, thì chúng ta vẫn mới chỗ đó để chúng ta nghe. Một điều mà từ trước đến giờ người ta hiểu lầm, cái này nó không sanh không diệt, là nó làm ì ra đó, nó là như vậy mãi mãi, nó không thay đổi bởi thời gian và không gian, thì nghĩ là một cái gì cố định, là một cái gì thường còn, cái gì là bất động. Và rất là nhiều người ở trong trạng thái bất động để mà nghe. Bất động có nghĩa là nó không có xê dịch, không có thay đổi gì, nó không có thay gì hết, nó chỉ là cố như vậy, cho nên là gán ngồi để được định bất động. Chúng ta hiểu lầm như vậy, cho nên rất nhiều tông phái của thiền học đã đi vào con đường thiền định phá vỡ thiền tông. Thiền tông không nói tới cái chuyện định bất động này, mà là một sự vận hành mãnh liệt từng khoảnh khắc một nhưng vẫn không thay đổi. Cho nên cái sự vận hành nó luôn luôn hiện hữu mới. Trong cái khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền này, tất cả mọi cái đều hiện trong cái mới mẻ đó. Không có một chút dấu tích của cái cũ, không có một chút dấu tích của kinh nghiệm. Chứ nếu nghe hồi nãy như vậy, bây giờ mình nghe như vậy, tức là nghe bằng kinh nghiệm của ý thức. Còn bây giờ cũng nghe giống như hồi nãy, nhưng không phải là kinh nghiệm, nhưng không phải khác. Đây là cái chỗ của tự tánh đang mới mẻ hiện tiền ngay tại đây và bây giờ. Và một khoảnh khắc khác nó vẫn mới mẻ và hiện tiền, nhưng nó vẫn vận hành với một cái tốc lực như vậy, nó vẫn thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu như vậy, nó không thay đổi. Nó không tăng giảm cái sự sáng suốt nhiệm màu này, và không ai làm ô trượt nó được, không ai làm thay đổi nó được. Nhưng mà nó không phải là bất động như trước như sau là vậy. Nhưng với những người có thể hiểu về đạo Phật, ở đây chúng ta nói có thể, quý vị có thể chấp nhận. Và chúng ta đã từng đọc kinh đọc điển, chúng ta chấp nhận rằng mình có cái định bất động, có cái rõ ràng hiện hữu ngay tại đây để chúng ta rõ mọi cái. Điều này tâm thức có thể chấp nhận được. Nhưng ngày nào tâm thức chúng ta còn chấp nhận được chỗ này, biết rằng chỗ đó là chỗ dũng lầy của tâm thức, chúng ta phải nói như vậy, chỗ vướng kẹt của tâm thức, và chúng ta tự gạt mình. Rất là nhiều người tu thiền bị kẹt ở chỗ này. Chúng ta gắng làm sao để cho mình đừng có khởi cái niệm gì hết. Gắng làm sao để cho mình thực sự bất động, mình nhiếp niệm, mình nhiếp định gì đó, để mình được vào định ngày này qua ngày kia, để tất cả mọi cái đều yên bặt hết, không lay động một mảy may trong tâm thức của mình nữa. Thì người đó được xem là họ đã công phu đúng rồi. Đúng ở một cái chừng hạn nào đó có thể chấp nhận, nhưng mà với thiền tông, với Bát Nhã thì không chấp nhận được. Cho nên làm sao mà chúng ta phải để mình ở một cái trạng thái mà không dừng trụ. Không dừng trụ không có nghĩa là chúng ta bị động, bị cuốn theo duyên. Nhớ chỗ này nha. Không dừng trụ mà không cuốn theo duyên trần. Nhớ nha. Có nghĩa là chúng ta không có dừng ở đâu hết, mà không có cái gì có thể cuốn được chúng ta. Thì đó mới là định của thiền học Phật, thiền tông. Đó mới là định của thiền tông. Còn nếu chúng ta trụ để mình không bị động thì cái thiền đó không phải là thiền tông. Chúng ta thông cảm chỗ này không? Nếu thật sự muốn hiểu biết thiền tông chuyên môn, thật sự có thể tu được cái thiền tông chuyên môn, thì chúng ta không phải trụ đâu hết, nhưng mà chúng ta không bị động trên duyên cảnh. Chỗ này là chỗ khó. Chỗ này chúng ta đừng có để cái đầu vô, để rồi thả lỏng cái đầu đi. Có khi chúng ta thông cảm được chuyện này, thông cảm được. Mai nhớ thông cảm được, dùm hét cho tôi một tiếng cho nó lớn lớn. Một cái điều rất đặc biệt, khi mà đến cái chỗ chuyên môn này á, thì chúng ta không có còn dùng cái đầu để chúng ta có thể diễn dịch được nữa. Ngay tại đây, ngay cái âm thanh hiện hữu này, thì là một cái sự hiện hữu mà không phải là chúng ta động mà chúng ta hiểu nó. Không phải. Chúng ta đang nhận rõ âm thanh bằng cái yên tịnh, chứ không phải là động.
đúng không? Chúng ta đã rất là yên tĩnh để chúng ta rõ biết mọi điều. Nhưng cái yên tĩnh này không phải ở ngoài một chỗ yên tĩnh đó, chúng ta xách cái yên tĩnh này chúng ta đặt tới âm thanh thứ hai, phải không? Chúng ta xách âm tĩnh đó để chúng ta đặt nghe chứ âm thanh thứ ba, không phải cái yên tĩnh đó để nghe được âm thanh thứ tư. Cái yên tĩnh đó là cái yên tĩnh trong khoảnh khắc đó, và khoảnh khắc mới cũng liên tục yên tĩnh. Một yên tĩnh mà sống động nhiệm màu để mới có thể sanh ra được vạn pháp. Còn yên tĩnh bất động thì không sanh ra được cái gì hết. Cho nên chúng ta cứ thấy trời trong thích lắm. Nếu mà mùa hè mà chúng ta nhìn lên trời thấy không có một gợn mây nào, trong veo như vậy thì thích lắm. Thì lúc đó là sao? Lúc đó là vạn vật không có còn có khả năng sanh sôi nảy nở nữa. Khô không còn một giọt mưa để chúng ta có thể sống. Còn một người tu mà làm sao để tâm thức nó trong như vậy, không có một gợn mây tình, thì cho rằng là chúng ta công phu tốt. Thì coi chừng chúng ta cũng giống như một người lầm tưởng là trời trong là trời đẹp. Không đẹp đâu. Ra sa mạc không có một cọng cỏ là nó không có đẹp vậy đó, không? Nhưng mà lại một cánh rừng rất là nhiều hoa dại nó nở, chúng ta mới thấy nó đẹp. Thấy nó đẹp. Thì người nào nhận được cái đẹp của muôn hoa của vạn hữu đang hiện tiền này, thì người đó là người tự tại trong đời sống này, thì người đó mới là cái người đẹp. Chứ không phải là ngồi bất định ở đó mà đẹp. Ngồi bất định đối với cái nhìn chuyên môn không đẹp. Nhưng mà với những người bình thường có thể chấp nhận được điều này. Giống như chúng ta nhớ có một cái chuyện của một ông vua mà có sư phụ là một thiền sư. Ông vua này ông theo học thiền rất là lâu rồi. Ông chuẩn bị một cái vườn thiền rất đẹp. Bữa đó tụ tới với bao nhiêu lính gác quân hầu, chỉ cần vừa rớt xuống một cái miếng lá vàng ra là ổng lụm mất luôn. Tức là trong cái vườn thiền của ổng nó sạch bóng mà không có một cái gợn lá nhỏ nhiệm nào rớt được trong cái rừng thiền. Ổng giữ cái rừng thiền đẹp như thế nhiều năm nhiều tháng. Ổng cũng tự hào là ổng dọn sạch được cái rừng thiền của ổng để ổng đi kinh hành, ổng tu tập, ổng thiền định trong đó, trong cái chỗ sạch sẽ thanh tịnh nhiệm màu. Vừa đó rước sư phụ tới. Rất sư phụ tới. Sư phụ là một thiền sư đích thực. Nên đi tới đi, sư phụ được ổng dẫn, ổng giới thiệu cây này là cây loại gì, nó đẹp kiểu gì, cây kia cây loại gì, nó đẹp kiểu gì, cây nhỏ cây loại gì, nó đẹp chỗ gì. Đi vòng một cái rừng thiền, cái sư phụ cũng đệ tử giải thích, thì sư phụ cũng gật đầu, nói đẹp cái này, sư phụ gật đầu cái này, đẹp cái kia, gật đầu cái kia. Sư phụ đi vòng vòng vòng, hồi đi cuối cái giường thấy một đống rác. Sư phụ hốt rác, sư phụ bung lên giường đó. Sư phụ nói đây mới là đẹp. Ông kia không hiểu nổi. Công phu đã giữ bao nhiêu năm trời đã có giường sạch sẽ rồi, sư phụ tới thăm giường con hốt nấm lá quăng tù nùi trong đó mà sư phụ nói đẹp là đẹp cái gì? Học thiền bình thường chúng ta không thể chấp nhận nổi điều này. Nhưng mà là thiền sư thì chúng ta thấy đó mới thật là đúng. Tức là mọi cái nó trở lại cái uyên nguyên của nó. Cái cây có lá xanh nó rớt xuống một miếng lá vàng là một điều hết sức tự nhiên của nó. Nhưng bây giờ mình dẹp cái lá vàng đó, mình cho là đẹp theo ý của mình. Tức là cái sự chiều uống của tâm thức, cái uống nắng của tâm thức. Cái đẹp của uống nắng nó khác với cái đẹp của thiên nhiên. Và cái đẹp của thiên nhiên là cái đẹp của vũ trụ này, nó đang hiện ra như thế. Nhưng mà chúng ta đưa tâm thức vào, chúng ta sửa để theo cái đẹp của mình, thì cái đẹp nó còn hạn hữu trong cái tâm của mình mà thôi. Cho nên chơi hoa chơi kiển như vậy là thực sự nó chỉ là có chút xíu cái đầu mình. Nên cái đẹp đó nó mong manh và trong khung sáo của tâm thức. Còn thiên nhiên này thì muôn màu muôn vẻ tuyệt vời. Chúng ta nên chiêm nghiệm được cái đẹp này, chiêm ngưỡng được cái đẹp này, thưởng thức được cái đẹp thiên nhiên tự nhiên đó, thì cái đẹp đó mới là cái đẹp đích thật. Và khi mình tu, bây giờ bắt đầu quý vị tam bảo rồi, cũng nghe quý thầy dạy là phải giữ cái này, giữ cái kia, giữ cái nọ rồi, bắt đầu thấy mình cũng khác với người thường một chút. Khác người thường là mình hơi bị bất thường. Nhưng mà khác người thường là mình ngon. Tại vì từ xưa giờ mình đang sống vậy, tự nhiên cái ở gia đình mình với cha mẹ, anh em, bè bạn của mình sống ngày nào cũng ăn cơm chung, ngày nào cũng ngồi chung, nói chuyện bình thường như vậy. Bữa nay tôi quý vị tam bảo rồi, tôi là Phật tử rồi, nhà ăn cơm ngồi xa xa nha, nữa ngồi gần nhiễm tôi, tội tôi. Nó trở thành bất thường chứ không phải bình thường. Một người bình thường người ta tu, người ta dụng công là 1 triệu người sống chung cũng không biết mình tu như thế nào nữa, thì đó mới là cái người bình thường. Chúng ta bình thường, tôi ở trong nhân gian hàng triệu triệu năm người ta không biết mình là ai. Dù người đó có theo dõi mình từ ngày này qua tới năm kia, ngày kia qua tới tháng nọ, họ cũng không biết mình là ai, thì đó mới là người bình thường.
Chứ còn bình thường mà theo kiểu này, bình thường mà theo kiểu kia là coi chừng chúng ta trở thành bất thường chứ không phải bình thường. Ra ở đây Đức Phật nói là cái tướng không của tất cả các pháp này, cái tướng này nó vốn bất sanh bất diệt. Chúng ta phải làm sao để chúng ta có thể thể nghiệm được cái tướng không không sanh không diệt này ngay tại đây và bây giờ, thì đó là cái nhìn của Bát Nhã. Còn nếu như bây giờ mà chúng ta không nhìn ra được cái không không sanh không diệt này là nó uổng đi cái việc học đạo cả đời của chính mình, và uổng đi cái kiếp này luôn, uổng đi hàng ngàn kiếp trở về sau nữa chứ không phải kiếp này, nếu như chỗ này chúng ta không qua được. Thì làm sao mà ngay tại đây chúng ta nhận các pháp bằng cái mới, và khoảnh khắc này chúng ta đang nhận diện mọi cái đang mới mẻ hiện tiền, và khoảnh khắc tới tất cả những cái hiện ra trước chúng ta cũng là mới mẻ hiện tiền, và mãi mãi những khoảnh khắc liên tục mới mẻ hiện tiền đó. Chúng tôi dùng từ là liên tục mới mẻ hiện tiền chứ không phải mãi mãi nó hiện hữu, không phải như vậy. Mới mẻ hiện tiền nhưng không khác nhau bất kỳ một cái gì. Như hồi nãy thấy cái mới đó, khoảnh khắc trước chúng ta nghe âm thanh này, và khoảnh khắc này chúng ta cũng đang tiếp nhận âm thanh thứ hai. Hai khoảnh khắc này không phải là vì hồi nãy mình nghe tiếng đó mà bây giờ mình nghe tiếng thứ hai, không phải như vậy. Không phải bằng cái đó mà chúng ta nghe cái thứ hai. Nhưng nghe tiếng thứ hai này có một cái không khác cái kia. Cái không khác đó là cái gì? Là cái luôn luôn mới, luôn luôn sống động, hiện hữu, không nhúm bận. Thì cái mới này mới là cái bất sanh bất diệt. Cái bất sanh bất diệt mà luôn luôn mới chứ không phải bất sanh bất diệt là cái cũ. Giống như chúng ta thấy cái, mình nhìn thấy cái gì, cái con thiêu thân thì mấy cái năm là nó chết rồi. Cái con gì cái nó được mấy tháng nó chết, nó được con người mấy chục năm chết, lên tới cõi trời mấy ngàn năm mới chết. Ví dụ vậy thì nói là người này trường thọ, tuổi thọ thì vậy là cũng là người đó mà sống hoài hoài như vậy. Gọi là bất sanh bất diệt, không phải. Cái bất sanh bất diệt này là cái hiện hữu mới và luôn luôn mới. Cái mới này không bao giờ bị thay đổi với thời gian và không gian, cho nên nó là bất sanh bất diệt. Chúng ta hiểu từ ngữ Phật giáo trở lại mới một chút đi. Chứ còn nếu mà từ xưa giờ chúng ta hiểu cái kiểu như là nó gì, xưa nó vậy thì giờ nó cũng vậy, giờ vậy chút nữa nó cũng vậy. Thì giờ là chúng ta rất vào thường kiến của ngoại đạo chứ không phải là cái thấy của Phật đạo. Cái thấy của Phật đạo là không ở cái chỗ đó, nó không phải còn hoài như vậy. Nhưng mà nó không phải bị biến đổi. Nó luôn luôn mới, nó không phải cũ. Nó mới nhưng mà nó không thay đổi cái mới này. Chúng ta hiểu và thông cảm chỗ này không? Nếu mà chúng ta học thiền tông mà không hiểu cái này thì uổng lắm. Thì nó uổng lắm. Chúng ta phải gắng hiểu ra cái này dùm một chút, để chúng ta thấy rõ ràng là cái tướng không này nó mới thật sự là không sanh không diệt. Cái không sanh không diệt không phải là cái ù lì, cái chết cứng, cái cố định, cái nằm một chỗ. Cái không sanh không diệt đó chúng ta đừng hiểu lầm. Mà cái không sanh không diệt là luôn luôn mới mới, từng lúc, từng phút, từng mới, phút nào cũng mới, giây nào cũng mới, nhưng mà là hoàn toàn mới 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 mới, cho tới hàng tỷ năm sau nó cũng mới, nguyên nguyên mới mẻ như vậy. Khi nhận ra được cái này thì chúng ta thấy rõ ràng là mới đang mới. Thì như vậy cuộc sống chúng ta bắt đầu sống động lên. Chớ nếu mà chúng ta chờ để cho nó trở lại trạng thái cũ, yên lặng, yên tĩnh, yên tịch, tịch, tĩnh gì đó, đó ha, là chúng ta đã sai lầm rồi. Tại vì không phút nào trong vũ trụ này là không mới. Bây giờ mình hít vô, mình thở ra cũng giống như hồi nãy, nhưng mà có phải hơi cũ chưa? Mình hít thứ hai, thở hơi thứ hai, cũ hơi mới? Mới đúng không? Chúng ta hít một cái mới, chúng ta thở ra hơi mới, chúng ta hít vô hơi mới, thở ra hơi mới, rõ ràng à. Chứ tưởng thấy ngồi hoài vậy là thở cũ. Nhưng mà cái người bình thường họ có thể là mình, tôi cũng thở giống như hồi nãy, nhưng không phải đâu, mới rồi. Thì làm sao chúng ta nhận được cái đạo này nó không khác với ngày xưa chút nào, nhưng mà nó hoàn toàn mới và mãi mãi mới 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 mới. Cái mới này không phải nằm chỗ mà là mới 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 mới, mới liên tục, chứ không phải là một mới kéo dài. Mới này mà nó kéo dài một chút nó thành cũ. Thì vậy là cái đời sống chúng ta bắt đầu linh thông, không ứ trệ. Đó là đạo theo cái định nghĩa của Lục Tổ Huệ Năng. Người ta hỏi thế nào là đạo, ông nói là gì? Đạo là linh thông không ứ trệ. Và nếu như chúng ta hiểu được điều này, đời sống chúng ta bắt đầu linh thông lên, chúng ta không bị ứ trệ. Ứ trệ là trái với đạo. Thực sự không có cái gì tạm dừng trụ cả, đó là lý thật của đạo.
Nhưng mà không có trạm dừng trụ, người ta có thể nói là vô thường, người ta có thể nói là vô trụ. Đúng không? Vô thường thì từng khoảnh khắc mỏi mới. Chứ không phải vô thường là hoại là chết, không phải như vậy. Cho nên cái gì mà chúng ta thấy có thể dừng lại được là chúng ta đã thấy sai. Đúng không? Và làm sao đi vào công phu này? Chúng ta có thể thử mình, thử mình bằng cách là bây giờ chúng ta ngồi ngay tại đây nè. Chúng ta nhìn một cái sự vật này trước mặt mình. Mình cứ thả lỏng toàn thân tâm mình ngay tại đây, chúng ta nhìn những cái trước mắt đi. Thả lỏng hoàn toàn. Để chúng ta cảm nhận được cái lực sống của chính mình. Cái lực sống này luôn luôn hiện hữu, mà sống là dứt phát phải động chứ không có dừng. Và cái động này là luôn luôn mới chứ không phải là cũ. Cũ là lặp lại trở thành tâm thức. Mới mới là tự tánh của vạn pháp. Chúng ta định nghĩa vậy không biết có sai không. Nhưng mà tôi hy vọng là đúng. Cái mới này nó mới chính là cái thực tánh của vạn pháp. Cái mới này mới chính là cái bất sanh bất diệt, luôn luôn mới mẻ hiện tiền. Chỗ này mới thật là đạo. Mới là cái tướng không của các pháp. Đó mới là cái tướng không của các pháp. Tại vì nếu nó là mới thì nó không lưu trữ một mảy may bóng dáng của hình sắc mình đang thấy, đúng không? Chứ bây giờ nếu bây giờ mình nhìn hình sắc rồi, mình xây ra bên đây mà cái bông nó còn. Ví dụ như mình nhìn thấy cái đèn bên đây đi. Chúng ta nhìn thấy cái đèn. Thì chúng ta xây qua bên đây á, mà còn lưu một chút cái hình bóng của cái đèn này thì mới hay là cũ? Không mới nổi rồi. Cho nên chúng ta mới là từ cái đèn quá rồi ra cái bình bông, từ bình bông rồi qua tới cái chậu trái cây, qua chậu cây tới bình bông mới này, rồi nhìn qua bên đây tới cái chậu này và nhìn mới hoài. Và chúng ta đã từng mới như vậy cả đời mình mà mình không chấp nhận chỗ này, cho nên mình không thấu hiểu đạo lý. Nếu như ngay tại đây mà chúng ta sống động hiện tiền để chúng ta nhìn tất cả hiện vật đều là hiện tiền mới mẻ, nghe tất cả âm thanh đều là hiện tiền mới mẻ, là chúng ta sống bằng bát nhã, sống bằng cái bất sanh bất diệt, là tướng không có các pháp, không sanh không diệt, không cấu không tịnh, rõ ràng là không cấu không tịnh. Nếu như bây giờ mình nhìn cái này mà mình không dính mắt nó, mình qua mình nhìn thấy cái mới rồi thì làm gì cấu, đúng không? Nhưng mà chúng ta nhìn cái này mà chúng ta xây qua mà còn nhớ, ví dụ như có một người thiệt là đẹp mà mình vừa thấy họ cái mình bị gì đó, bị tiếng sét vậy đó, mình về mình nhắm mắt, mình mở mắt mình cũng thấy người đó, tức là cấu, đúng không? Tức là mình không quên được cái hình bóng nó mới thành cấu. Có nghĩa là mình nhìn mà cái bóng dáng nó vẫn còn nơi mình mới thành cấu. Còn bây giờ tôi nhìn là mới, nhìn là mới, là mới, là mới, là mới, là mới, không có lưu trữ bất kỳ hình bóng nào thì nó cấu không? Không có, gọi là không cấu, không tịnh chỗ này. Mà có tăng không? Cũng không tăng, không giảm chỗ này. Đó, bát nhã phải nhìn bằng cái này. Nếu là có trí tuệ bát nhã thì đời sống chúng ta mới mẻ hiện tiền từng khoảnh khắc một trong cuộc đời còn lại. Tuyệt vời. Chứ không phải sống với nhau mấy chục năm rồi về cứ sáng mở mắt ra cũng thấy ông bà này sao trời, sao có cũ quá trời. Đúng không? Tại vì người này người cũ, mà thực sự khi mở mắt ra là họ đã mới rồi. Đã chưa chụp kịp chớp mắt là họ đã mới biết bao nhiêu chuyện rồi. Thì mình cũng bằng cái mới này mình thấy họ đi. Thì đời sống mình tươi vui cực kỳ, phải nói như vậy, hạnh phúc trào dâng với đời sống mới mẻ này. Bây giờ gặp một người mà mình đã từng chơi với nhau nhiều chục năm, nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy họ là mới, nổi không? Thấy không nổi, tức là chúng ta nhìn theo kiểu phàm phu, còn thấy nổi mới là nhìn theo kiểu bát nhã. Nếu chúng ta hiểu bát nhã, chúng ta sống đúng bát nhã thì mở mắt ra mỗi cái đều mới. Chúng ta nhìn sai lầm nó mới thành cũ, còn nhìn đúng với đạo lý là mỗi cái mỗi mới. Cho nên tất cả pháp đều là Phật pháp hiện tiền. Đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu, nằm ngâu, tất cả mọi cái đều là mới, từng cái này qua cái kia qua cái nọ, từng khoảnh khắc một chúng ta tiếp cận với duyên trần thì chúng ta không còn lặp lại kịp đâu. Chúng tôi dùng cái từ là quý vị không còn có cái khả năng để lặp lại kịp. Nhưng mà mình cứ tưởng tượng rằng mình có thể lặp lại được, cho nên mình sai lầm chỗ này mà cuộc đời chúng ta mới long bông. Nếu chúng ta sống đúng với cái thật đang hiện hữu ngay tại đây thì chúng ta cũng không bị lặp lại. Và không lặp lại được, dùng cái từ như vậy mới chính xác hơn. Có nghĩa là chúng ta không cách nào chúng ta lặp lại được. Vì chúng ta đã hít vào thở ra mới, nhúc nhích là chúng ta mới, từng khoảnh khắc chúng ta từng mới. Ví dụ như cái đầu chúng ta có mới, có sợi tóc bạc. Mới có sợi tóc bạc, chứ không phải là tôi sống mấy chục năm bây giờ tóc tôi mới bị bạc, không phải như vậy. Mà tóc tôi mới bạc à. Cái khoảnh khắc mà cái tóc trắng nó bắt đầu nó nhố ra là nó mới mọc chứ bộ.
nó mới mọc cho nên nó mới bạc, chứ không phải là mình sống nhiều năm mình bị bạc. Nhưng mà người ta sẽ quan niệm rằng mình sống lâu mình mới bị bạc tóc, là chúng ta sai rồi. Tóc mới bạc. Ví dụ như bây giờ cái mặt mình đang đẹp vậy, cái nó nhăn. Nó tại mình sống già mấy chục năm nhăn, chứ thực sự là cái nhăn nó mới. Chứ đâu phải là nó nhăn cũ đâu. Cái nếp nhăn này mới có. Đó, thật ra là mỗi cái xảy ra chúng ta là đều là mới. Thì khi chúng ta sống đúng đạo lý mà chúng ta biết được cái chuyện này, để cho cuộc đời chúng ta tự trôi lăn mới mẻ, thì quý vị cho thấy rằng cuộc đời chúng ta sẽ đẹp vô cùng. Và không còn có dựng dướng động lại trong tâm thức. Người này là trở thành cái gì? Trở thành cái tướng không của các pháp luôn. Trở thành tướng không là bất sanh bất diệt, bất có bất tịnh, bất tăng bất giảm. Không có khoảnh khắc nào tăng giảm được. Ví dụ như tôi nghe tôi nói tiếng Phật ở đây, quý vị tăng giảm cái gì? Để sao cái tiếng Phật được tăng hơn hoặc nó giảm hơn đâu, không có. Nghe cái âm thanh hiện hữu chúng ta không thể làm cho nó tăng, không thể làm cho nó giảm. Đây là điều tuyệt vời của các pháp, chúng ta phải nhìn thấu tới nè. Và tôi nói tiếng Phật này thì làm sao cho nó cấu, làm sao cho nó tịnh đây? Không được. Nói tiếng Phật này có thể là làm cho nó sanh, làm cho nó diệt nữa không? Không được luôn. Thì vậy là ngay cái âm thanh chúng ta đang nghe, chính âm thanh này nó cũng là không sanh không diệt. Thì sợ không? Chúng ta hiểu tới chỗ này không? Chấp nhận nổi chỗ này, ngay cái âm thanh này là không sanh không diệt không? Ngay âm thanh chúng ta đang nghe không cấu không tịnh không? Bây giờ chúng ta nói tiếng Phật hoặc là nói tiếng ma, thì bây giờ tiếng Phật thì tiếng ma, hai tiếng này tiếng nào dơ, tiếng nào sạch? Giờ nói tiếng ma tức là dơ, tiếng Phật tức là sạch, tức là có cấu có tịnh. Nhưng mà âm thanh này nó giống không cấu không tịnh, nó chỉ là một sự hiện hữu như vậy mà thôi. Tại mình không như vậy mà mình thấy nó, thành ra có cấu có tịnh, đúng không? Ví dụ như một câu người ta nói ôi sao, bữa nay sao tôi thấy anh đẹp trai quá trời, chải mái tóc này hơi bị mốt mới á, cái mình thấy thằng cha này có bộ được à. Thế gặp ông quay lại cái ông hỏi ủa hồi nãy tôi nhìn lộn chứ thiệt, cái này tôi thấy cái mặt anh tệ lắm, thằng cha này nói chuyện không được. Thì tức là mình trên âm thanh đó mình so sánh để nó thành cấu thành tịnh, chứ cũng là lời nói đó, cũng là âm thanh đó, cũng là con người đó. Nhưng mà khoảnh khắc này ổng nói kiểu này, nhưng khoảnh khắc sau ổng thấy kiểu mới rồi. Nói sao hồi nãy ông khen tôi đẹp rồi bây giờ ông nói tôi xấu, phải không? Tức là mình bị vướng cái chỗ đẹp đó, hoặc là mình vướng chỗ xấu này cho nên có chuyện. Còn nếu là cái nhìn mới, cái nghe mới, thì cái chuyện nghe rồi là tự động automatic, ngay chỗ đó nó đã mới, thì nó không bị vướng động. Nếu chúng ta ứng dụng cái này vào đời sống chúng ta thì thật sự là tự do giải thoát. Đó, học Bát Nhã chúng ta làm sao chúng ta nghe được cái nghe này, làm sao chúng ta thấy được cái thấy này, và chúng ta sống được với cái sức sống mới mẻ hiện tiện này, thì mới thực sự là học Bát Nhã. Đó mới thực sự là mình thấy rõ ràng là không phải là khi học tới Bát Nhã rồi á, thì thực sự không phải là tướng, không phải là tánh ở đây đây nè. Tướng cũng tạm dùng từ là tướng, tánh cũng tạm dùng từ là tánh. Thực sự Đức Phật dùng từ là tướng không của các pháp. Cái pháp nó là cái hiện hữu đây rồi mà dùng từ là tướng không của nó. Thì cái những người mà học đạo theo cái kiểu căn bản, cái tướng không này là cái gì? Tướng không này là cái tướng chân không nè ha. Là cái tự tánh không nè ha. Ổn định nghĩa cho một khúc chừng mấy cây số cũng là nói trên lý luận. Thực sự không có tướng và không có tánh. Tướng tánh cũng là một từ gượng gạo để mà nói với nhau. Thực sự cái này, nếu mà không dùng từ gượng gạo thì thực sự không có ngôn ngữ để mà chúng ta diễn bài với nhau. Nhưng mà khi diễn bài ngôn ngữ rồi thì chúng ta nên biết rằng cái khái niệm tánh tướng đó tạm gượng để mà nói với nhau. Thực sự không có tánh mà không có tướng. Và tất cả những cái hình sắc mà chúng ta thấy, đừng nghĩ nó là tướng. Cái nhìn của phàm phu nó là hình sắc, nhưng cái nhìn của thánh hiền nó không phải là hình sắc. Nhưng nó không phải là không hình sắc. Nó không phải là có hình sắc, đúng không? Thì mình nghĩ nó là không hình sắc, nhưng không phải. Không phải là không hình sắc mà cũng không phải là có hình sắc. Thì nó là cái gì? Nó là cái gì? Nếu chúng ta trả lời được ngay tại đây. Bây giờ mình nhìn cái bông hoa này, nó không phải là hình sắc, nhưng mà nó không phải là hình sắc. Thì vậy là có hình sắc hay là không hình sắc? Nếu như nó không phải là hình sắc và nó cũng không phải là không hình sắc thì nó là cái gì? Nó là cái gì? Đó, khi mà cái chùa này nó xong rồi chúng ta có những cái phá đó đó. Những cái phá đã thiền thất cái kiểu đó đó. Chúng ta phải làm cho ra lẽ cái chuyện này.
Tại vì ở đây chúng ta chỉ học một ngày và học ở chỗ này thì có khi chúng ta chưa có đủ cái đủ một sự chuẩn bị. Nhưng mà nếu chúng ta bước vào pháp hội của thiền là sẵn sàng chúng ta bị đập bằng những cái cú này, và tự mình phải dỡ ra ngay tại đây. Bây giờ nó không phải là hình sắc, nó cũng không phải là không hình sắc, thì nó là cái gì? Hạ ngữ một câu xem. Hạ ngữ một câu coi. Thiền thì chúng ta vậy đó. Hạ ngữ một câu xem nào. Cái chuyện trước mắt mà nó không được, nói chuyện trên trời đâu có được đâu. Nói chuyện trước mắt đi, nói chuyện ngay tại đây và bây giờ. Với người học thiền là chúng ta không để chúng ta rớt một chút nào, không để uổng phí một cái khoảnh khắc, cái mạng mạch đang hiện hữu của chúng ta. Chúng ta đã phí mạng chúng ta nhiều lắm rồi. Chúng ta đã quăng bỏ cuộc đời mình mấy chục năm rồi, phải dùng cái từ như vậy. Chúng ta đã làm phí uổng cuộc đời mình quá rồi. Bây giờ khi chúng ta học thiền, chúng ta trở lại với cái sức sống hiện tiền này để chúng ta không còn phí uổng cuộc đời còn lại của chính mình nữa. Từng khoảnh khắc một đầy những cái giá trị linh nghiệm của nó, để chúng ta thâm nhập vào cảnh giới thiền trong là mỗi khoảnh khắc, mỗi mầu nhiệm ngay tại đây. Không bao giờ bị vướng động trong tam giới này. Đó là cái người biết sống, người yêu chuộng cái cuộc sống này. Còn chúng ta không có yêu mình. Chúng ta không yêu mình, chúng ta khuấy phạm cuộc đời mình. Chúng ta đã bỏ qua quá nhiều khoảnh khắc vàng rồi. Giống như hôm trước rồi chúng tôi có kể mỗi chuyện á. Có người đi ra biển chơi, và lúc đó cũng hừng sáng và mặt trời chưa mọc, mọi vật nó cũng chẳng có cái gì là sáng sủa, cho nên không có nhận ra được cái gì hết. Đi đá với đất ấy, trúng một cái bọc gì đó, nghe nó rột rột, nó lại cầm bọng lên chơi. Bọng lên chơi thì cũng chưa sáng, cái đi lại mỏm đá ở gần cái góc biển ngồi, thò tay vô túi móc răng cục, cái bóp bóp cứng cứng dục bổm xuống biển. Cái thò tay thấy cục dục cái bổm xuống biển. Nó ngồi dục từ hồi tối bắt đầu rạng sáng, bắt đầu sáng lên đưa tay tính dục, ngay cái ánh sáng mặt trời chiếu dòm lại cục kim cương. Mình dục hết rồi còn cục cuối cùng đừng dục nữa nha. Để dành xài. Chúng ta đã dục mấy chục năm rồi, chúng ta đã phí của cuộc đời mình cái kiểu như thằng cha trong đêm đen đó rồi. Bây giờ chúng ta phải mở con mắt ra để chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái ánh hiện bình minh này của chính mình ngay tại đây là bây giờ nó mới và nó đẹp tuyệt trần. Chúng ta đừng có còn cái khung sáo cũ để chúng ta thấy mọi việc. Đừng có bằng cái kiến thức cũ để chúng ta nhìn mọi việc. Chúng ta rời khỏi cái vị trí cũ của mình đi. Mình đặt mình đăng cái vị trí mới mẻ này đi. Thì mọi việc ngay đây sẽ rực sáng hào quang. Đây là điều rất lạ. Chúng ta thoát ra cái khăn của căn thân đó ha. Mà nhận diện các pháp này thì một khoảnh khắc đó là khoảnh khắc tuyệt trần. Vàng bạc su cơ sa ly mane mã hảo sang hô hổ phách gì đó vân vân, nó không bằng cái phút giây này. Dù có kim cương để đây đi nữa, lúc đó nó không đẹp hơn một cái chẩm hoa nhỏ này. Phút sau đó nó rực sáng lên, tại vì mình không còn nhìn bị cái khăn của thân căn nữa, mọi việc đều sáng rỡ. Và từ đó trần gian này bắt đầu đẹp, đẹp hơn trong mơ, tại chúng ta rượt cái ngoài tưởng ấm rồi không còn mơ nữa, mà cái đẹp này nó là bậc thầy của tất cả những cái đẹp mà từ trước giờ mình không dùng cái đầu để có thể tưởng được. Đây là điều rất đặc biệt đó. Cho nên làm sao để chúng ta nhìn ngay tại đây mới dùm. Cho nên học thiền là chúng ta làm sao để thâm nhập được với cái sức sống hiện tiền mới mẻ, chứ không có cái gì hơn hết. Thật ra cái câu chuyện mà tôi kể hoài, câu chuyện của bà già Đốc Am, tôi thích câu chuyện đó lắm. Rất thích câu chuyện này. Ở đây là chắc nghe hết cái câu chuyện bà già Đốc Am rồi đúng không? Thế thì hồi xưa mà khi đọc lần đầu á, cái câu chuyện này, quý vị không thể tin là tôi nhức đầu suốt 6 tháng với câu chuyện này. Tôi tức lắm. Ủa tại sao cái hồi mà cái người phụ nữ ổng nói là với ổng là 3 năm không còn hơi ấm rồi. Cô ôm tôi giống như cây trồng trên đá, tức là không có động được cái tâm của tôi, không động được cái thân tôi, tức là ổng không nhiễm rồi. Mà tại sao bà già này đốt thất ổng đi? Một cái người mà tu bất nhiễm như vậy là nên lại ổng mới đúng chứ, tại sao mà đốt thất nữa đi? Bà già này điên hay là sao? Không chịu nổi, cái đầu mình không thể hiểu nổi. Và khi ổng quay trở lại, bà cất thất cho ổng tu rồi, cái người phụ nữ lại ôm ổng lần thứ hai, hỏi ngay giờ này ông như thế nào.
Ông nói là tôi biết, cô biết, trời đất biết, đừng cho bà già ấy biết. Mà bả vô bả lại ổng. Chuyện gì kỳ vậy? Lý do tại sao mà bả lại? Trời ơi, người phụ nữ đụng là coi như là giống như gì? Giống coi như là vi phạm giới, thì nếu mà có người khác biết là nguy hiểm. Nên mình hiểu cái kiểu phàm phu của mình như vậy từ xưa giờ. Nhưng mà khi mà học thiền có một chút công phu rồi, mình hiểu ra được điều này. Tôi khóc mất một buổi về cái công án này. Thì xưa giờ mình hiểu lầm, mình cứ nghĩ rằng cái ông này là bị người phụ nữ ôm ổng rồi, bây giờ ổng sợ, ổng giận là ra đừng có nói cho bà già biết. Mình hiểu kiểu phàm phu mình vậy. Nhưng mà đó là một câu khai thị tuyệt vời mà từ xưa giờ ít có ông thiền sư nào khai thị được cái kiểu này, phải nói như vậy. Và một câu thể hiện trọn vẹn sức sống của thiền tông. Chỗ này, chỗ mới mẻ này. Bây giờ nếu cô ôm tôi là đang mới, và cô buông ra nó cũng là mới, thì cái chuyện hồi nãy nó ra không còn. Mà nếu cô còn cái đó để cô đem ra để cô trình bà già là cô không phải rồi. Đó là cái lời mà khai thị cô gái này, nhưng mà cô hoàn toàn cô không hiểu. Tuy ngay tại đây là cái người đang chạm nhau biết thôi, nhưng mà buông ra là hoàn toàn không có lưu dấu. Tức là mới, trong cái khoảnh khắc mới đó nó không có cái hình bóng cũ. Nếu cô mang cái hình bóng cũ để cô nói bà già thì không phải. Và đó là sức sống của tôi. Sức sống của thiền sư là luôn luôn mới, không vướng động lại. Cô ôm là biết ngay tại đó thôi. Tôi rất thích cái câu chuyện này. Bà cũng tự thích câu chuyện này mà hôm trước tôi giảng ở dưới thốt nốt tôi mới bị hỏi một câu. Hỏi một câu. Mà cũng may Phật bữa đó độ tôi trả lời đúng. Trả lời được. Trả lời hay hơn ông già này một chút. Rồi bữa đó tôi bị một ông thầy đứng lên hỏi. Ông thầy bữa tôi giảng ở chùa Đức Quang. Cái có ông thầy ở An Giang, thầy học trường cơ bản. Thầy nói, thầy giới thiệu thầy là học trường cơ bản An Giang. Thầy cũng nghe băng giảng tôi đủ hết rồi. Tôi giảng băng gì ông cũng nghe, về thiền học, về tịnh độ gì ông cũng nghe hết rồi. Thì những cái điều tôi giảng là ông không cần phải bàn nữa. Tức là ông chấp nhận hết rồi. Nhưng mà phải cho ông hỏi một câu. Ông Đức đứng trước công chúng cho ông hỏi một câu. Bây giờ nếu như thầy có một người phụ nữ ôm thầy thì thầy như thế nào? Rồi hỏi trước công chúng bữa đó, không biết sao tôi không có rung, hơi được bình tĩnh chút, chắc Phật độ. Trả lời liền với ổng ngay một câu đó là như cổ đang ôm. Như cổ đang ôm thì nó ôm tôi là như đang ôm, đâu có cái gì khác đâu. Đó là một câu nói của thiền, đó là những cái kiểu cách của thiền. Thì làm sao mà chúng ta sẽ nhận được cái tự tánh không của các pháp bất sanh bất diệt, để cho đời sống chúng ta luôn luôn mới á, thì đời sống chúng ta bắt đầu linh động, linh thông, nhưng mà chính xác, chứ không có cái kiểu mà xà nùi nha. Không phải là làm rồi bỏ, làm bỏ, làm bỏ, làm bỏ, làm bỏ, rồi mình không có thứ trự, thứ lớp, tuyệt đối không có vậy. Quý vị ha, khi mà chúng ta tiếp cận được chuyện này rồi á, thì cái cuộc đời chúng ta sẽ sống với một cái khoảnh khắc là không chuẩn bị. Hoàn toàn không có chuẩn bị để làm, hoàn toàn không có chuẩn bị để nói. Tất cả những sự chuẩn bị đó đều là một sự dàn dựng của tâm thức. Chúng ta hoàn toàn không chuẩn bị, và nhất là thuyết pháp tuyệt đối không được quyền chuẩn bị là nói cái gì. Lúc nói pháp tuyệt đối không được quyền nghĩ là mình sẽ nói câu nào. Hoàn toàn cái sự đó mất đi. Tức là nó hiện ra cái mới thì chúng ta nói chuyện mới. Hiện ra cái mới chúng ta nói câu mới nữa. Nhưng mà luôn luôn mới như vậy mà không bao giờ lộn xộn vấn đề, thì đó được gọi là chuẩn xác. Thì với chúng ta cũng vậy, chúng ta đừng có bao giờ tin cái đầu của mình. Mình nghĩ rằng mình nghĩ cái chuyện đó, mình sắp xếp như vậy, mình sẽ làm như vậy, nó sẽ thành tựu như vậy. Đó là cái kỹ của tâm thức và vẫn còn trong khung sáo bài bản. Nhưng mà nếu chúng ta tin rằng Phật của mình hay hơn mình, trí tuệ Bát Nhã hay hơn trí thức của trần gian, mình dám tin điều nào? Dám thì bỏ đi đừng tính toán, sống thả lỏng. Dám thì dám, dám thả để cho Bát Nhã làm, dám thả tay để cho Phật làm một ngày thi. Quý vị thấy rõ ràng là Phật làm tuyệt vời hơn là tâm thức làm từ xưa tới giờ. Nhưng mà không ai dám đủ tin cái điều này. Không ai dám đủ tin cái điều này hết. Khiến là làm gì cũng đem cái đầu mình ra tính hết. Và chúng ta tập thách thức cuộc đời mình, bước vào cảnh giới mới đi. Để cho cuộc đời chúng ta bước vào cảnh giới mới mà mình không có chuẩn bị trước để mình làm việc, không chuẩn bị trước để nói năng, không chuẩn bị trước để hành động. Thử một ngày đi. Thử ngày đóng cửa thôi, mình chơi mình cái kiểu mới đó, thử coi xem sao. Quý vị thấy hay lắm.
là rõ ràng mỗi việc nó thứ lớp mà nó trật tự ngoài ý tưởng của mình. Nhưng mà đâu ai dám chấp nhận điều này đâu. Bây giờ nếu làm mà không tính toán coi chừng bị lỗ chết đó, đừng có giỡn. Người ta nghĩ như vậy đó. Nhưng khi mà mình đã vượt ra ngoài những khung sáo tính toán rồi, mình sẽ nhận định vấn đề chính xác hơn là mình tính toán. Và lúc đó mình sẽ thành công ngoài ý muốn. Nhưng mà không ai dám đủ để mà đưa cuộc đời mình vô cái khoảng mới. Uổng lắm, đã là sức sống mỗi ngày mỗi mới rồi, thế mà mình không để cho cuộc đời mình mới thì rất là uổng. Nên để cho đời sống mình mới đi, đừng có trở lại theo cái kiểu cũ nữa. Mà đây không phải là một cái sự gài cho mình khó khăn, mà muốn cho chúng ta nhập được trong cái thể mới mẻ này. Cái sống là phải mới chứ sống cũ, sống chi uổng phí. Cho nên nãy tôi nói là bóc kim cương dục là vậy đó. Chúng ta luôn sống trở lại với cái cũ. Mà chư tổ nói một câu mình nghe hơi bị đau là cái gì? Chúng ta là cái lũ quỷ giữ mồ xưa. Mồ xưa. Rõ ràng là cái chuyện cũ lôi ra xài không à. Cái chuyện đó hồi năm rồi đó, năm 1900 rồi đó, hồi thời Bảo Đại mà con đi dấp té rồi cũng đem ra mình xài, chứ mình không có dám xài cái thời khắc mới này. Luôn luôn trong đầu mình xài cái cũ. Cái cũ đã qua, cái qua được xem là chết. Mà nó chết lâu ngày nó thành thúi, nó thành quỷ. Cho nên chư tổ nói là chúng ta là con quỷ giữ cái mồ xưa. Chứ chúng ta không bao giờ dám sống mới thì mất đi những cái khoảnh khắc vàng của đời sống hiện hữu này của chính mình. Cho nên chúng ta phải mạnh dạn đối với đạo lý. Chúng ta thử một lần buông thân mạng đi, để chúng ta sống với khoảnh khắc này. Khoảnh khắc này là hoàn toàn không có, không sanh, không có diệt nè, không có cấu, không có tịnh, không tăng, không giảm. Dám sống không? Dám không? Đó là vấn đề, đó là một cái điều mà một người học đạo chúng ta phải đủ bản lĩnh để thừa đương cái việc này. Chúng ta phải dùng cái từ như vậy. Thế vậy chứ mà thực sự không bản lĩnh, không thừa đương nổi cái lực sống của chính mình, nhưng mà mình không đủ bản lĩnh để mình thừa đương, đó là một việc đáng buồn. Phải chi cái chuyện trên trời, cái chuyện của ai mình gánh vác không nổi thì mình không tức. Nhưng mà đây là cái chuyện chính mình, nó luôn hiện hữu từng khoảnh khắc một mới mẻ nào mà mình không thừa đương được, mình phí phạm nó quá. Và cả đời chúng ta phí phạm rồi. Bây giờ chúng ta phải thấy lại một cách rất rõ ràng điều này đi, để chúng ta sống được từng khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền. Thì đó là cái người đang thấy được cái tướng không của tất cả các pháp. Tướng không này nó vốn hiện tiền đó, nó không có sanh, nó không có diệt. Nên nó ngay tại đây nói sanh cũng không được, mà nói diệt cũng không được. Nếu mà nó đúng á, mình nghe không sanh không diệt, mình nói cái âm thanh này không sanh không diệt, vậy chứ ông mới vừa nói qua nó mất rồi không sanh không diệt được à? Mình lý luận theo kiểu phàm phu của mình như vậy đúng không? Bây giờ ở đây cũng khó ai chấp nhận được là tôi đang nói một tiếng, một âm thanh nói ra là không sanh không diệt. Ai đây không chấp nhận? Và ai chấp nhận câu này? Ai chấp nhận nổi cái câu là cái âm thanh tôi đang nói như thế này nó là không sanh không diệt? Ai chấp nhận nổi? Nếu chúng ta không chấp nhận được điều này thì rõ ràng là chúng ta không thấy được cái sự thật của các pháp. Bây giờ âm thanh đang hiện ở đó đó thì là sanh hay là diệt? Sanh hay diệt? Tôi nói là âm thanh đang hiện hữu đó là không sanh không diệt, không tăng không giảm, không nhơ không sạch. Chúng ta dám tin không? Chứ không phải là tướng không, là tánh không nữa, mà là tất cả những cái hiện tiền trong cái thấy nghe hay biết của chính mình. Tất cả vạn pháp trong vũ trụ này đều là không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm. Chúng ta đủ sức để thừa đương nổi câu nói này không? Nếu người nào mà đủ sức để tiếp nhận điều này thì người đó rõ ràng là một người đại căn. Không phải bình thường. Tức là người đó là người phước đức nhân duyên lớn để đủ sức sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu không là chúng ta không có đủ sức đâu. Ngay trước đây chúng ta nói chữ Phật này nè, tăng giảm không? Cấu tịnh không? Sanh diệt không? Đó, chúng ta phải thấy được cái sự thật hiện hữu đó. Chúng ta không kịp để thấy nó sanh hay là nó diệt, không kịp để thấy nó cấu hay là tịnh. Và nó cấu cũng không được, nó tịnh cũng không được, nó tăng cũng không được, nó giảm cũng được. Vì sao? Vì nó vốn là vậy rồi. Nó vốn là như vậy mà. Chúng ta bằng cái như vậy để cho chúng ta tiếp cái duyên như vậy, để đời đời còn lại chúng ta là như vậy. Chúng ta đang ở trong cảnh giới như, tất cả các pháp đều hiện hữu là như. Thì cái gì sanh, cái gì diệt? Đó là tướng không của các pháp, không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm. Nếu chúng ta thấy được cái điều này, chúng ta sẽ hiểu được câu nói này. Còn nếu chúng ta không thấy được điều này thì câu này chúng ta không hiểu nổi.
sanh diệt cái gì, cái gì sanh cái gì diệt, chúng ta đứng ở đâu để cho rằng cái âm thanh là sanh? Đứng ở đâu? Đứng bên đây bờ tâm thức thấy có thấy không, cho nên mới thấy có sanh có diệt. Chứ sự thật nó không phải là sanh, cũng không phải là diệt. Vì sao nó vốn là như vậy rồi? Tất cả mọi cái đều là như, các pháp nó vốn tự như. Mình uốn éo theo cái tâm thức của mình, cho nên mình nhìn mọi cái không bằng như, và nó không còn là như, đúng với cái như của nó. Cho nên mình sao? Mình gánh những cái hậu quả mà bẻ công uốn dạy chân lý đó. Đó là nhân quả mà chúng ta bị đụng, bị bẻ công uốn dạy chân lý. Chứ nếu như chúng ta thấy đúng chân lý thì đời sống chúng ta bình an. Chúng ta sống đúng với chân lý là đời sống chúng ta là tự tại. Nhưng mà vì chúng ta đã bẻ công uốn dạy sự thật, chúng ta đã nhìn lệch lạc cái sự thật đang hiện hữu này, cho nên chúng ta bị bất an. Có nghĩa là chúng ta tự khuấy động cái sự bình an mình để mình sống một đời sống bất an như thế. Chứ không phải là chúng ta nghiệp nặng rồi sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp rồi chúng ta bị mê lầm cho nên bây giờ mình bị khổ, không phải như vậy. Chúng ta đang từ chối sự thật. Phải nói thật là chúng ta đang từ chối sự thật. Cho nên mình chấp nhận sự thật rồi thì mọi chuyện đều xong liền ngay tức khắc. Ngay tại đây là không có cái chuyện mà quá khứ, hiện tại, vị lai gì nữa. Nghe cái âm thanh này có quá khứ, hiện tại, vị lai không? Không có. Nghe âm thanh này cũng không có thời gian và không có không gian. Hiểu cho tới thì chỉ cần một âm thanh này nó phá vỡ toàn bộ cái sinh tử ngàn kiếp của mình. Cho nên trong kinh nói là đập một hạt cát ra một quyển kinh gì? Đầy khắp tam thiên đại thiên này. Đập vỡ một hạt cát này đi. Đó thì như vậy là chúng ta mới học được bát nhã. Học đúng với cái bát nhã là chúng ta phải học như vậy. Chứ còn nếu mà mình đọc mình thấy ủa cái hình sắc rồi có cái tướng đó rồi cái có cái tướng không của nó, ủa mà cái tướng có và tướng không, đã thấy có cái tướng có và thấy có cái tướng không thì là cái gì? Là hai đầu rồi, làm gì nói cái chuyện không sanh không diệt. Nhưng Đức Phật dám dùng cái từ là tướng không của nó. Cái không tướng của vạn pháp là thật tướng. Cái không tướng đó chính là cái thật tướng. Mà cái thật tướng đó là cái hiện hữu ngay tại đây. Bây giờ chúng ta đừng nghĩ thật tướng là một cái gì nó mênh mông, nó phủ trùng pháp giới. Chúng ta có thể lý luận là cái đó nó đầy khắp trong thiên đại thiên thế giới này nọ nọ kia. Để rồi cái tâm thức chúng ta nó có một cái khái niệm, có một cái ấn tượng, một cái định nghĩa, một cái định lý gì về cái tự tánh không đó. Để rồi khi đụng tới nó cái mình biết ra nó là cái đó đó. Cái đó mình hiểu như vậy á. Thì bây giờ cái này nói giống vậy chắc là nó đúng rồi đó. Và mình chấp nhận cái đó là đạo. Mình chấp nhận cái đó là đạo. Cái đạo là cái mà mình học được, mình chấp nhận được. Thì giờ khi mà mình đã chấp nhận được một cái điều gì đó có nghĩa là gì? Thì mình không bao giờ mình nghĩ rằng cái chấp nhận đó là cái hiện đây đâu. Nhưng thực sự á, là nó đã quậy một vòng của quá khứ để nó môi cái ký ức ra để nó so sánh. Ngay cái mình đang chấp nhận là đúng với cái quá khứ nó đã học hiểu chưa? Nếu đúng gật đầu chấp nhận, nếu sai cãi liền. Mà nó lẹ lắm. Lẹ như hôm trước mình nói cái hành ấm nó lẹ đến cái mức độ mà không có cái máy quay số này nó quay kịp hết. Nó nhạy, nó nhanh, cái vận tốc nó lẹ bằng 10 lĩ thừa, bằng 100 lĩ thừa 100 của vận tốc ánh sáng lận. Chứ 10 lĩ thừa 10 vận tốc ánh sáng là chưa đủ. Thì khoa học nó phát hiện cái phân tử kim cương nó đưa vào máy gia tốc, nó dao động bằng 10 lý thừa 10 của vận tốc ánh sáng. Cho nên khoa học đã kết luận vật chất này là chân không rồi. Nhưng mà cái nhìn của bác nhã nó gấp 100 lần cái đó lận. Cho nên nó không kịp có, không kịp không, không kịp sanh, không kịp tử. Vì sao? Vì nó là vậy rồi, đã là vậy rồi thì không thể có không sanh tử, không kịp. Chúng ta không có kịp. Nhưng mà mình nghĩ là mình có thể nắm bắt được cái gì đó. Ví dụ người ta chửi mình câu, ta đi 8 cây số ngồi đây vẫn còn thấy cái câu đó nó nặng với mình. Mà thực sự có nặng cái gì đâu. Nhưng mình tưởng rằng cái câu đó nó nặng chứ thiệt họ nói mình giữ lại không được nữa mà. Mình không có đủ sức, không có kịp để mà có thể nắm bắt nó đứng lại được. Nó không thể tạm dừng được. Vì sao? Vì nó đang sống động vận hành. Và mình cũng đang sống động vận hành, mình đang mới. Mọi việc diễn ra với mình thật sự mới. Thì cái mới đó chúng tôi nói là nếu bây giờ tôi muốn định nghĩa cái bất sanh bất diệt theo từ ngữ của tôn giáo từ xưa tới giờ thì là cái luôn luôn mới mẻ hiện tiền từng khoảnh khắc mới, đó là chân lý. Còn cái định nghĩa mới của chúng tôi về cái chỗ này đó là cái bất sanh bất diệt. Vì nó luôn luôn mới, nó không có thay đổi cái mới. Cái không mới là cái không sanh không diệt. Ở không cũ là cái không sanh diệt. Tức là từng khoảnh khắc nó mới hoài. Không làm sao thay đổi để nó cũ được. Cho nên cái đó là cái bất sanh bất diệt.
chúng ta chấp nhận định nghĩa này mới không? Định nghĩa mới, định nghĩa mới thì nó luôn luôn là mới. Đời sống chúng ta bắt đầu tiếp nhận được cái này là từng khoảnh khắc vùng vụt trôi qua chúng ta luôn luôn mới. Và chúng ta không còn có một chút nào lợn cợn lăng tăng trong đầu về cái chuyện quá khứ, vị lai nữa. Tuyệt đối không có. Mà nó không phải là quá khứ, nó cũng không phải vị lai, và nó có hiện tại không? Không có hiện tại luôn. Chúng ta không có kịp cho nó là hiện tại. Không kịp, nó chỉ là như vậy mà thôi, chứ không có hiện tại, không có quá khứ, không có vị lai. Không ai có thể đủ sức để làm cái chuyện này cả. Và đừng bao giờ làm cho mệt mỏi cuộc đời của mình. Chúng tôi nói là đừng có làm để cho mệt mỏi. Và rõ ràng chúng ta đã từng làm để cho mình mệt mỏi rồi. Chúng ta đừng có mệt mỏi khi mà chúng ta gắng gượng để cái này nó trở thành cái gì, cái kia nó trở thành cái gì, cái nọ trở thành cái gì cho cuộc đời của chính mình. Không thể làm được cái chuyện là quá khứ, cũng không thể làm được cái chuyện là tương lai, và cũng không thể trụ trong hiện tại. Vừa chấp nhận chỗ này là hiện tại thì nó thành quá khứ liền. Đầu chúng ta không có kịp theo tất cả cái vận hành vốn đang diễn ra trong vũ trụ này. Vũ trụ này nó trật tự vận hành với một tốc lực bằng 100 lễ thừa 100 của vầng trống ánh sáng. Phải nói như vậy. Thì mỗi cái nó luôn vận hành để mới mẻ hiện tiền, mới mẻ hiện tiền, mới mẻ hiện tiền, mới mẻ hiện tiền, hoài 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 như vậy. Chúng ta đang ở trong cái dòng quay mới mẻ hiện tiền, chúng ta đang ở trong cái lực sống mới mẻ hiện tiền. Thì mình cứ thả lỏng để cho cái lực mới mẻ hiện tiền nó làm chúng ta luôn luôn mới đi, để cho cuộc đời chúng ta được nhẹ gượng, để mà chúng ta sống cũ là làm chi. Mất lực, mất sức, mất tuổi tác, mất thời gian, mất công ăn việc làm, và mất đi những cái quý báu của cuộc đời chúng ta. Uổng phí lắm. Thì bây giờ chúng ta gắng, không phải gắng mà chúng ta là đừng có gắng gượng nữa, đừng có làm thêm cái gì nữa. Không có làm thêm gì nữa. Chúng ta thả lỏng hết mọi cái ngay tại đây bây giờ, để chúng ta rớt vào cái dòng vận hành mới mẻ hiện tiền của cái lực sống vũ trụ nhân sinh này. Chúng ta phải nhập được, thả lỏng cuộc đời chúng ta để cái dòng sống này cuốn cuộc đời chúng ta trôi trong cái mới mẻ hiện tiền từng khoảnh khắc nhỏ nhiệm trong cuộc đời còn lại của mình. Thì quý vị không bao giờ có một cái mùi khổ đau này có thể nhúm chúng ta được. Tại giờ thấy là mới, nghe là mới, ngửi là mới, nếm mới, dính đâu để khổ, đúng không? Nhưng mà mình động lại một chút là thành khổ, động lại một chút là thành buồn, thương, giận, ghét, động lại một chút là thành kỷ niệm. Cho nên là cái chuyện nói qua, cái chuyện thấy qua, cái người ta sợ gặp người này mà nếu mình không có làm gì thì không được. Thế nên phải gì? Phải chớp bóng họ. Cái từ quê, từ nhà quê mình gọi là chớp bóng, tức là chụp hình. Chụp hình là chụp cái bóng của người ta chứ không phải chụp được người ta đâu. Nó hiện cái bóng đó của người ta vô tờ giấy thì gọi là tấm hình của người này, tấm hình người kia. Nhưng mà cái từ mà từ hay của dân gian mình gọi là chớp bóng. Chớp bóng. Mình sợ mất đi, mình chớp bóng. Mình biết rõ ràng là mọi việc đều phải vận hành mới, cho nên mình lưu trữ cái bóng thôi, chứ không phải lưu trữ được cái thật. Và chúng ta luôn luôn ảo giác, nghĩ rằng mình có thể giữ được cái gì đó. Đó là ảo giác của riêng mình, chứ không phải là thật. Cho nên chúng ta thả lỏng, đừng có vướng bận trong những cái ảo giác đó nữa. Đừng có rớt vào những cái ảo vọng đó nữa, để chúng ta trở lại cái hiện thực mới mẻ này của chính mình. Chúng ta dùng từ là cái hiện thực mới mẻ, để rồi đời sống chúng ta bắt đầu bắt nhịp, bắt đúng với cái nhịp đang mới mẻ hiện tiền. Và dòng xoay mới bắt đầu cuốn trôi cuộc đời của chúng ta, để chúng ta thực sự là con người luôn luôn mới. Và một người nào mà rớt trong cảnh giới mới này thì thực sự là phúc lạc. Và phúc lạc đó nó sẽ hiện tiền trong đời sống chúng ta từng khoảnh khắc còn lại của cuộc đời của chính mình. Thì cả đời của mình là mới, không có cũ. Đừng nói tôi sống mấy mươi năm tóc tôi bạc, không có chuyện đó. Tôi đang mới, tôi đang sống và đang mới. Thì vậy là chúng ta sẽ vui, rất là vui. Bởi vì sao? Những người sống chung với mình á, như chúng ta thấy là khi chúng ta gặp người mới thì sao? Chúng ta gắng sống tốt lắm. Mới gặp người cũ rồi thôi, ôi, có gì đâu mà mè, đúng không? Nhưng mà gặp người tốt, mình muốn thuyết phục để cho người ta thấy mình là tốt, cái mình cũng giả bộ, mình đi đàng hoàng, mình nói đàng hoàng, mình cười đàng hoàng, mình đứng đàng hoàng, mình trở thành người đàng hoàng. Nhưng mà chơi hồi là lộ cái gai, cái gốc ra, cái không thật ra. Tại chơi thân quá đâu có cần giấu đâu. Ngủ hồi xưa ngái gần chết luôn. Mấy bạn mới mà gắng nằm sao cho nó đừng ngái. Nhưng mà nằm gần tới hồi nó lộ rồi nó ngái khò khò. Chịu hết nổi. Lúc đó mình hết có dè dặt rồi. Nhưng mà thực sự cái sự dè dặt này nó đang copy cái mới kia. Cho nên nó còn một chút gì đó hay. Hiểu không? Tức là hai người mới gặp nhau, mà khi chúng ta đã sống cái gì theo cái kiểu mà mới gặp á, mới chạm, mới gặp á, thì luôn luôn có một cái gì nó rất là đẹp. Cho nên cái mới nào cũng đẹp hết, cái cũ nó mới thành xấu, đúng không?
Thật ra mình sống với một người bạn mình mấy chục năm, mình thấy cũ rồi muốn kiếm người khác à. Rồi nhìn mấy chục năm cũng gặp mặt này hoài, chán chết luôn á. Nhưng mà nếu mình biết được cái này rồi, mở mắt ra cái người bạn mình là mới, thì không có bao giờ chán, cuộc đời này không bao giờ chán. Chúng ta ngồi hoài một chỗ, nó mới hoài một chỗ đó. Chỗ chúng ta đang ngồi nó sẽ mới hoài. Chúng ta nhìn một sự vật nó luôn luôn mới với mình hoài chứ không thể cũ được. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn đóa hoa này đi. Nhìn đóa hoa này nó đang tươi như vậy, nhưng hồi cái nó bắt đầu nó héo. Héo là cũ hay mới? Mới héo, nó mới héo, nó mới héo. Hồi nãy là nó tươi, nó cái khoảnh khắc trước nó tươi, nhưng mà khoảnh khắc này nó héo, tức là nó mới héo chứ không phải là cái hoa này để cũ nó héo đâu. Cái này không phải là nó ngược mà nó đúng rõ ràng là nó đang mới héo, chứ không phải là mình nói ngược đâu. Đó thì mọi cái nó đang mới diễn ra mà. Đó thì mình làm sao để mình nhìn cuộc đời nó mới mẻ như vậy đó, thì cái nhìn của chúng ta bắt đầu cuộc đời này nó thoáng liền. Không bao giờ chúng ta bị vướng động và khổ đau, không bao giờ có. Không thì chúng ta làm sao để cuộc đời chúng ta được vận hành trong cái lực dụng mới mẻ hiện tiền của vũ trụ này. Chúng ta hòa nhập được trong vũ trụ thì chúng ta tự động thành mới. Và phải để cho cuộc đời chúng ta nó nhập trong cái cảnh giới mới mẻ đó đi. Chúng ta đừng có gượng lại, uổng lắm. Vì chúng ta cũng không đủ sức để gượng. Thật ra nó mỗi cái là nó đều đi tới, nó không có tạm dừng trụ đâu. Chúng ta muốn dừng trụ cái gì là chúng ta đã sai, cho nên chúng ta mới bị bất an đau khổ. Nếu chúng ta thả lỏng để cho mọi cái nó đều hiện ra đúng như thật nó đang có, thì vậy là mỗi khoảnh khắc mỗi mới, cuộc đời chúng ta luôn luôn mới như xuân. Cuộc đời chúng ta bắt đầu mới như xuân. Thì mùa xuân là cái mùa vui tươi hạnh phúc nhất. Thì rất mong là đạo tràng chúng ta ngay từ giờ phút này tiếp nhận được cái lực sống mới mẻ này, để chúng ta nhập trong cái lực sống mới mẻ đó, để còn lại trong cuộc đời chúng ta là một cuộc đời mới như xuân. Lúc nào chúng ta cũng mới mẻ hiện tiền như mùa xuân chứ không có chuyện cũ. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng yeah.